Em nói chồng mua cho vợ, cái cha giống mất thôi à, mà chồng không mua luôn á, rồi mắc cay rồi nè. Chảy nước mắt luôn rồi nè. Cái gì? Mang dép lông. Ôi, quá trời mắt em mà mới chết. Quá trời anh. Mắt chảy nước mắt luôn nè mấy chị. Ôi sao gửi kỳ quá, tự nhiên chảy nước mắt vậy đó. Cha nhỏ mắt đó còn không? Chồng heo. Hết luôn à. Hello cả nhà. Hello mọi người. Vô live stream liền. Hôm nay em xả. Em xả sạch kho nha. Sạch kho đầu bộ nhà em Hằng luôn nha. Sạch kho là sao? Là từ nhà trên đến nhà dưới, từ trong ra ngoài, xả cho hết. Em chào chế Nguyễn Trúc Quỳnh, chào chế Nuôi Đặng. Đợi Hằng sớm giờ hả? Chào chế Yêu. Sớm giờ do em Hằng đi công việc. Hôm nay đi công việc có cho nên là giờ trễ. Live trễ. Hôm nay live trễ mấy chị. Hôm nay là nhiều hàng đẹp mà xả lắm. Mấy kế tranh thủ vô nha. Mới nhận đồ bên hàng đẹp quá trời. Em cảm ơn chế Yêu. Em chào chị Phương Linh Quen. Chào chế Yêu nha. Mắt em kỳ quá mấy trái, kiểu là nó bị sao tự nhiên mở đèn lên, nhìn vào đèn khá lâu á mấy chị, mở đèn lên tự nhiên mắt đỏ chót à, mở đèn lên cái ánh sáng đèn dạ vô mắt chảy nước mắt, không biết bị gì nữa mọi người. Coi nè, đồ đẹp không mà bom bên shop em Hằng là buồn lắm. Em chào chế Hồ Hương, rồi chào toàn thể yêu nha. Ai xem like bé Hằng thả tim thả like liền. Sau nay không chia sẻ được. Ủa chia sẻ được không mấy chế ơi, chia sẻ được giùm em Hằng không? Rồi hay, bên em Hằng, em ơi kiểm tra tin nhắn giúp chị, chưa thấy bên em gửi hàng chị á. Chị Phương Linh Quan, bên Hằng gửi hàng rồi mà, em thấy có địa chỉ rồi nè. Phương Linh Quan nè, ở 3/16 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nè. Bên Hằng gửi hàng rồi mà mình chưa nhận được hay gì. Em chào chị 12 Đặng, chào chế Nga Ngọc. Rồi vô lẹ live stream nhà em Hằng luôn nha. Ấn 2 lần chia sẻ tên cá nhân, 5 đến 10 hội nhóm nhìn nè mấy chị. Mấy chế nhìn đi, hàng đẹp không à. Mà bơm buồn lắm, buồn lắm luôn mấy chị yêu dấu. Còn Ren Ngọc Trai hôn Hằng, mới nhận hai bộ đẹp quá trần. Ok mấy chế. Trời ơi hôm nay Ren Ngọc Trai là mê ly luôn nha. Mê ly, Ren Ngọc Trai đợt này mã đẹp không à. Nè mấy chị nhìn nè, đồ như vậy mà bơm em Hằng là buồn ghê chưa mấy bà. Cả đóng khách em Hằng mua không kịp luôn á, cũng được luôn á. Rồi vô đi nha. Thấy chị không Hằng? Dạ em thấy chị Mỹ Ngọc nha. Em thấy chị nha. Thấy chị ngày nào cũng vô chia sẻ live stream giùm em hết trơn á. Rồi mình vô live stream này liền giùm em Hằng nha mấy chị. Hôm nay chắc là muốn bệnh tới rồi mấy chế ơi. Rồi lên giùm em Hằng nè. Sao chị mua hàng hoài không được? Dạ chị ơi, em thấy mình là khách bùm hàng rồi, khách bùm hàng rồi chị, cho nên là bên shop em Hằng không có bán chị nữa nha. Nha chị, mình bùm hàng là bên Hằng không bán nữa. Rồi lên lẹ giùm em Hằng, mã này lên giùm em Hằng là mã tặng một đi, tặng một nha. Bây giờ em tặng mỗi chị 3 bộ được chưa? 3 bộ, mỗi một combo như vậy em lấy 3 bộ lên em tặng cho mấy chị. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận. À không, chế An Nhiên hôm nay buổi trưa này chắc em không có like sơ mi đâu chế. Chế An Nhiên mình có muốn mua like sơ mi thì mua lại giùm em mới like hồi hôm đi. Tại giờ like này em Hằng không có. Rồi không có like sơ mi nữa, em like nhanh em sale. Em sale quá trời, hàng lẻ lẻ bên shop là hàng ít ít đó. Rồi đây mấy chị. Rồi tặng một nha, 3 bộ này 19.000 đồng trước đi. Đây.
Rồi tặng một giùm em ha. Thả tim thả like nha. Ấn hai lần chia sẻ trang cá nhân. 5 đến 10 hội nhóm. Hả mấy chày. Lẹ đi chua hôm nay quá trời đồ để mà em hàng sale luôn. Ba bộ này 40 đổ lên 62 đổ về nha. Tặng một. Ba bộ 19.000 đồng. Rồi ba bộ này là đẹp nhất đất luôn á. Rồi thả tim thả like nha. Rồi nay lên đồ ngọc trai nha Hằng. Rồi ok mấy chày thả tim thả like giùm em Hằng. Rồi à, Hằng bộ không gửi đồ cho chị hả? Khách cũ Hằng cứ gửi chị trả tiền đủ. Chị kêu nhân viên gửi mà không chịu gửi. Dạ chị Cherry Phương Anh ơi, chắc là do mình đơn nhiều quá. Cherry Phương Anh nè, bấm ha coi, chắc mình đơn nhiều mà mình không chịu cọc là nhân viên em đợt này nó không dám gửi mấy chày. Đợt này á mấy chày do rất là nhiều chị khách cũ luôn. Rất là nhiều chị khách cũ nha. Thậm chí là mua bên Hằng là 2-3 năm rồi đó nha. 2-3 năm rồi. Mua mười mấy 20 đơn hàng luôn. Mà đợt này là mấy chị phụng em Hằng rất là nhiều luôn. Đơn 5 triệu, đơn 6 triệu, đơn 7 triệu, đơn 2 triệu. Cho nên là bây giờ nó sợ mấy chị đơn bự là phải nó phải kêu cọc hết mới đi hàng. Bởi vì những cái đơn đi hàng mà không thành công quay về là nó không có tiền mấy chị. Là công cốc. Đó, nhất là những cái đơn bự nó công cốc không có tiền. À, nó bị phạt nữa. Cho nên là nó phải cọc đi hàng. Cho nên mấy chị thông cảm rồi tặng một chút cho chị đi hàng. Ok, lên đơn luôn. Tặng một giùm em Hằng nha. Ba bộ này là 18.000 đồng. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận. Đồ em Hằng bán cho chị là mango đuổi loại 1. Dạ em thấy chị không Hằng? Dạ em thấy hết mấy chị nha. Em thấy hết mấy chị nha. Ấn cho em Hằng là 2. Áo Hằng đang bận có bán không? Không bán mấy chị, không có bán. Rồi ấn cho em Hằng là 2 lần chia sẻ trang cá nhân. 5 đến 10 hội nhóm. Cho hôm nay đi công chuyện giờ trễ nên lên trễ. Kệ đi lên nhanh luôn. Tặng 1 nha. Rồi ba bộ. Rồi lên em mà tặng 2 nè. Coi mua đồ lần như vậy không nè. Buôn lần là 7-8 bộ không mà không như máy mấy chị nè. 1 cái chị Kiều Loan 7-8-1 luôn. 3-4-5-6-7-8-9. Mua 8-9 bộ. 8-9 bộ không có như máy đẹp nè. Rồi tặng 2 giùm em. Ba bộ này xuất sắc nè. Tặng chị 1 bộ đi Hằng. Rồi yên tâm đi mấy chị vô live tim liệm Hằng. Rồi coi nè, coi nè. Tặng 2 19.000 đồng chị chưa được tặng nè Hằng. Rồi ai chưa được tặng thả tim thả like giùm em Hằng. Ấn 2 lần chia sẻ đang cá nhân. 5 đến 10 hội nhóm chị chia sẻ cho Hằng. Dạ chưa. Chị Minh Ngọc ơi, sao mình chưa chia sẻ? Mình không biết chia sẻ hay sao? Không có logo lên. Không có logo lên chế Minh Ngọc. Rồi tặng 2 3 bộ 19.000 đồng giùm em Hằng. Rồi tặng 2 nha. Ồ mấy chị chắc là do nãy em Hằng đang xem mấy clip mà ba đứa con gái á mấy chị mà ấy xăng mẹ đốt mẹ á mấy chị, tự nhiên giờ tới giờ mắt nó còn cay cay. Mắt nó còn cay cay chứ không phải là do điện thoại hay là do điện thoại ta. Rồi do là em Hằng xem clip mà ba đứa con gái mà tẩm xăng đốt mẹ á, tự nhiên mắt giờ nó còn động lại cay cay vậy nè mấy chị. Tặng 2 giùm em Hằng nha. Rồi 3 bộ 19.000 đồng. Chị chưa có được hàng tặng bên shop Hằng. Rồi ok mấy chị thả tim thả like giùm em nha. Rồi vải gì sao rẻ vậy bác Hằng? Rồi mấy chị ơi, đồ em Hằng bán là mango đuổi chuẩn mát Hằng nhà em nha. Rồi mango đuổi loại 1. Không nhèo, không nhăn, không đút vải, không xù lông, không phai màu. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận được chưa? Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận. Lên ngọc trai. Ý ngọc trai cái mã này đẹp quá anh. Lên mã này trước nè anh. Này ha mã hồng. Ha mã đen anh. Ngọc trai nè anh. Mày này sang quá vậy. Này đây. Tặng chị một bộ cũng được nha. Ok mấy chị. Đợi em xí đi em bộ em đang bận. Em không có bán đâu. Để em bận cái này em có bán nè. Không mấy bà hỏi bộ em đang bận hoài à. Để mốt em săn đồ kiểu như vậy về bán tết thì mấy chị nha. Rồi tặng hai tôi vợ lướt đi. 40kg trở lên nha mấy chị ơi. 63kg trở về. Rồi tặng 2 giùm em ha. Thả tim thả like giùm em nha. Thả tim thả like. Ai chưa có hôm nay tranh thủ nha mấy chị. Tặng chị đi ha. Rồi hôm nay có 65 mấy chị. Rồi tặng 2 giùm em chị này đây. Rồi chị Nguyễn Ngọc Kim Anh. Tên đẹp quá bà. Nguyễn Ngọc Kim Anh giùm em Hằng với số điện thoại 0915
087766. Rồi Nguyễn Ngọc Kim Oanh giùm em à. Bộ em đang bận, em không có bán. Bộ đang bận trong người không có bán. Để em bận bộ rồi này em bán cho mấy chị nè. Rồi đây nè. Bộ này quá là sang luôn. Trời ơi. Đây đây. Rồi lên em là tặng ba. Cảm ơn em Hằng nha, theo dõi em Hằng gần 6 tháng rồi, nay mới được tặng, mừng quá à. Rồi em cảm ơn Chế yêu nhiều. Chế yêu nào bữa giờ chưa có đâu mấy chế. Thật sự hôm nay không dám hả mấy chị. Không dám mà lên cái live stream nữa mấy chị, yêu dấu không dám mà nhìn thẳng vô màn hình nữa mấy chị. Rồi, ok, tặng chị một bộ phải không? Tặng chị một bộ đi Hằng. Ok hả mấy chị, thả tim thả like giùm em. Đây đây bộ này em bận em mới bán nè đó, còn bộ trong người là không có bán. Rồi tặng một bộ để em kiếm bộ nào đẹp đẹp. Đây bộ này hoa đi ha. Rồi bộ beo đi, thôi hoa đi, hoa cho mấy chị đi. Rồi comment giùm em Hằng là hoa nha, thả tim thả like giùm em Hằng, thả tim thả like giùm em nha. Rồi hoa giùm em, bộ hoa này. Ê, chồng ơi chồng lót vô game đi, giờ bấm đi cho nhanh. Hoa chồng muốn đọc hoa giùm bé Hằng. Rồi hoa nha, 10.000 đồng. Mấy chị thích vô game quay đúng không? Rồi em vô game quay cho mấy chị luôn. Hoa giùm em à, 10.000 đồng. Cái này ai có tên là trả lời tốc độ lớn lên nha. Vô game thì mấy chị cố gắng là nhìn hình nền mình nha mấy chị, tại có rất là nhiều chị á. Ai bộ Hằng đang bận đẹp nè, hồ ơi xuất sắc nè, thật trai tay ngắn đẹp lắm. Đây mình nhìn hình nền nha, tại vì cái này á mấy chị có rất là nhiều chị á mấy chị, mình đặt tên trùng nhau mà sai số điện thoại mà em Hằng đọc lên, mấy chị không có lo nhìn hình nền hoa nha. 10.000 đồng. Rồi em quay nè, thả tim thả like giùm em Hằng. Đây em quay nha, vô quay luôn nha, chứ không có nháp như bữa giờ nha, quay luôn á. Quay là chị em nào là được luôn á nha. Trúng ai là người đó được luôn á. Hoa 10.000 đồng. Rồi chúc chị tặng ba. Rồi để em lên tặng ba cho từ từ. À chị Linh Nguyễn, hoa 10.000 đồng cho chị Linh Nguyễn nha. Phải vì sao em Hằng bán rẻ quá? Đây em Hằng bán là mango đuổi loại 1. Hoa cho chị Linh Nguyễn giùm em Hằng nha mấy chị yêu dấu nha. Hoa cho chị Linh Nguyễn giùm em. Linh Nguyễn hình nền màu đỏ này giùm em nè chị Linh Nguyễn ơi. Đây mấy chị. Rồi chị Linh Nguyễn nha, Linh Nguyễn giùm em nha chị yêu. Rồi chị Linh Nguyễn nha, Linh Nguyễn hình nền màu đỏ này có trả lời giùm em chị ơi. Rồi chị Linh Nguyễn nè, hình nền màu đỏ giùm em Hằng có không chị ơi. Rồi hình nền màu đỏ giùm em chị Linh Nguyễn có trả lời giùm em à. Rồi chị Linh Nguyễn nha, hoa 10.000 đồng, nhận hàng rồi. Hằng ơi cảm ơn chế Lê Thị Thu Trang nha, có đầu chế. Rồi ai đã nhận quà bên em Hằng rồi cho Hằng xin vài cái comment lên với nha mấy chị. Bộ em đang bận là 40kg trở lên, 65kg trở về luôn nha, 40kg trở lên, 65kg trở về luôn. Rồi chị Linh Nguyễn này mình có trên like không chị yêu ơi, có trả lời giùm em một cái nè. Em chưa thấy mình comment lên nè, có trả lời giùm em cái. Hoa là 10.000 đồng nha. Rồi ok chị Linh Nguyễn này, để coi chị này. Đây chị Linh Nguyễn ở xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nha. Rồi chị Linh Nguyễn ơi, mấy Hằng có bà con với chị không chị Linh Nguyễn? Em Hằng có bà con chị khách ở An Giang luôn. Rồi ok. Rồi khách em Hằng ở An Giang nè, để em kiếm chị nữa, em kiếm ơi. Rồi khách em Hằng ở An Giang nè mấy chị. Rồi bà con em ở Cần Thơ nữa nè. Rồi bà con của em Hằng ở Kiên Giang nữa nè. Rồi bà con em Hằng ở đây, chị này được tặng rồi nè, đây để coi. Chị này ở Long An nữa. Trời bà con em Hằng nhiều quá, 6-3 tỉnh thành luôn. Ôi mấy chị ơi, cố gắng lên giùm em Hằng nha, bữa nay em tặng ba đi. Ôi vậy mai mốt nha, mai mốt em Hằng sẽ đi ăn trực mỗi tỉnh một nhà bà con nha, nha mấy chị, mỗi nhà bà con nha. Rồi ok mấy chị yêu dấu, tặng ba giùm em Hằng đi ăn trực mỗi tỉnh ghé. Nhà em Hằng có bà con ở đây, chị bà con này, bà con nha mấy chị, bà con hết nha mấy bà. Em Hằng bà con hết tất cả các chị khách trên mọi miền đất nước luôn. Rồi em Hằng là tặng 4 nè.
Rồi bộ hàng đang bận có bán không? Có. Bộ em đang bận nha. Tại livestream này em báo giá luôn. Á, tặng 3 đúng không chị? Á, giờ là tặng 4 đúng không? Tặng 4 đúng không mấy chị? Tặng 3 là chị Linh Nguyễn rồi đúng không? Là bộ hoa 10.000. Ờ, bộ hoa 10.000 hay 19. Rồi bộ hoa giùm em Hằng là chị Linh Nguyễn có gọi mới làm em tặng 4 giùm em Hằng. Rồi, đây mấy chị. Tặng a à, tặng 3 đi đúng không? Rồi ba. Giờ nó bị liều quá mấy chị. Rồi tặng 3 đi. Tặng 3 nha. Rồi, bộ em đang bận chốt cho chị đi Hằng ơi. Bộ em đang bận em báo giá nha. Rồi chất liệu em bán á là mango đuổi lại 1. Chất liệu em bán nha. Mango đuổi lại 1 giùm em Hằng. Không nhèo, không nhăn. Mình hôm qua được nhận một bộ bên shop hàng tặng 10.000 đồng nè, quá trời. Rồi mấy chị, đây mấy chị ơi, nè, bộ em đang bận em báo giá cho chị em mình cảm thấy ok, hợp lý, hợp túi tiền thì chốt đơn giùm em ha. Bộ em đang bận nha, 130.000 đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về. Nay em chốt luôn, em báo giá trước nha để em lên. Ôi cái màu gì mà nó xuất sắc. Rồi để lên tặng 4 luôn là 3 bộ đồ này 23.000 đồng đi. Thôi 24.000 đi mấy chị. 23. Thôi 23 cũng đẹp đi, 23.000 thôi. 23 là ngày sinh của em. Tặng 3 hay tặng 4 thì cũng được nha, phải 4 không chồng. Ôi mấy bà em quên rồi, tặng mấy giờ mấy bà. Rồi tặng 4 đi, kệ đi, đại đi nha. Tặng 4 thôi, chị nào comment sai cũng pháp comment lại mấy thằng. Tặng 4 nha, 23.000. Tặng 4 nhưng mà 23.000 đồng. Rồi chốt chị bộ đang bận xí thì em đọc mã. Còn phát không? Phát đến phần hơn. Tặng 4 giùm em Hằng. Đây mấy chị, tặng 4 giùm em Hằng. 23.000 đồng. Tặng 4 nhưng mà 23.000 đồng giùm em Hằng. Rồi chốt chị bộ Hằng đang bận. Từ từ đi chị, từ từ nha. Bộ em đang bận là em nói là 130.000 đồng rồi nha. Ha, đợi em lên mã rồi tặng 4 lên đơn giùm vợ luôn chồng ơi. Bốn lên đơn đi, giờ bán không hết mai, 7619 đơn. Rồi, bữa giờ ai chưa được gọi chốt đơn này lên nha. Còn nhiêu đây hả? Ủa, tháng trước là gì vậy? Hết rồi hả? Tháng tư là cái bông hồ tài đúng rồi. Đây mấy chị, ok, đây mấy chị em giấu nha. Bữa giờ nha, bữa giờ ai lên xem livestream em Hằng nha mấy chị. Ai lên xem livestream bác Hằng nha, đã chia sẻ rồi nhưng mà chưa có được cái may mắn gì. Hôm nay, ở đây cỡ khoảng 30 cái, 30 chị tiếp theo nha. Đây mấy chị, 30 chị tiếp theo thôi. Một áo khoác đốm thể thao nha mấy chị, một áo khoác đốm thể thao như vậy, đủ màu, đủ màu cho em Hằng. Có hai túi ngoài, chị chưa được gì luôn phải không? Đây rồi, hai túi ngoài, hai túi trong giùm em Hằng, size từ 40kg trở lên, 70kg trở về ha. Rồi áo khoác này hiện tại là bác Hằng đang bỏ sỉ là 230.000 đồng. Tất cả các chợ sỉ đều bỏ 230.000 đồng luôn. Bây giờ em bán tặng mấy chị nha. Comment giùm em Hằng là khoác 109.000 đồng. Khoác giùm em nha, 109.000 đồng. Size từ 40kg trở lên, 70kg trở về. Em chỉ nhận đơn cho 30 chị thôi nha. Áo khoác là em không nhận đơn nhiều nha. Khoác giùm em Hằng nha mấy chị, 109.000 đồng. Lên bộ Hằng đang bận cho chị mua vậy hả? Xí em lên nha. Rồi khoác liền giùm bác Hằng, 109.000 đồng. Size từ 40kg trở lên, 70kg trở về giùm em. Rồi coi nè, khoác nha mấy chị. Áo khoác bên shop em Hằng có hai tay sọ ngón này. Em xin bán nha mấy chị. Khoác 109 kèm giùm em Hằng số điện thoại nha. Khoác 109 kèm giùm Hằng số điện thoại giùm em nha mấy chị. Nè, rồi có túi trong đàng hoàng, hai túi ngoài. Khoác giùm em Hằng, 109.000 đồng giùm em Hằng. Size từ 40kg trở lên, 70kg trở về. Chị Phạm Thị Bích Thủy từng hủy đơn bên shop em Hằng là phải vào chuyển khoản lại em Hằng mới bán lại nha. Rồi khoác giùm em Hằng, khoác nhà này chắc phải đẹp lắm. Dạ khoác giùm em, chị lấy 3 cái được không Hằng? Khoác 109.000 đồng ưu tiên luôn. Chị nào lấy về bán là em chốt cho chị 3 cái 3 màu. Nè nhìn nè. Rồi khoác có túi trong không em? Thôi ơi mấy chị ơi, khoác bên shop em Hằng là bao mê ly. Khoác giùm em nha. Tặng 4 là em không có còn nữa nha mấy chị. Tặng 4 là có hết chốt đơn được rồi nha. Rồi khoác nè, hai túi ngoài nha mấy chị. Hai túi ngoài bằng hai dây kéo mê ly luôn. Bán này bán rẻ quá trời. Rồi chuyển hôm qua rồi đúng không? Ok, chuyển hôm qua rồi thì em lên đơn cho mua.
Rồi khoát. Dạ có 5-7 màu vậy đó mấy chị, có 5-7 màu thôi, không có nhiều nha. 109.000. Chị lấy khoát hai cái được không? Một cái size 50kg và một cái size 70kg. Dạ được chị. Nên là em bán chi ân luôn nha. Nè, đây mấy chị yêu dấu. Khoát bên hàng không lộ màu nha mọi người ơi, nó quá là xịn như vậy nè. Có 109.000 đồng mà. Cho nên là vui lòng thông cảm giùm bé hàng ấy không lộ màu. Toàn là màu đẹp thôi. Nha mấy chị, 109.000 đồng. Em hàng bán khoát 109.000. Thông cảm giùm bé hàng không lộ màu nha, do nó không còn số lượng nhiều quá mấy chị. Ví dụ như mình lộ màu đó rồi, cái em hết màu đó để chốt cho chị khác thì đương nhiên là không có được. Cái này là em giao ngẫu nhiên như vậy mới đủ 30 cái nha. Rồi khoát giùm em hàng. Dạ, mua trên like ga shop lấy ok. Mua trên like ga shop lấy em vẫn chốt giá 109.000 đồng. Còn lại shop mua là không có giá 109.000 nha. Lại shop mua vẫn giá 270.000 đồng từ trước đến nay nha. Rồi khoát nè, quá đẹp chưa? Có túi trong nè, đây mấy chị ơi khoát giùm em hàng. Rồi em qua đơn khoát em lên bộ em đang bận nha nè, khoát nè. Trời ơi, mê ly cho. Ờ mấy chị, mê ly nè, trời quên rồi chồng. Quên đưa em cọc tiền để em bỏ vô. Rồi, không em hàng không có không nón đâu mấy chị ơi. Không có không nón đâu nha. Có nón không à, phát cho mấy hàng. Đây, mũ bự như vậy nè. Trời ơi, quá đỉnh luôn mấy chị. Cho năm nay em hàng nghỉ Tết sớm cho nên là giờ khúc này là em hàng sale hết đồ luôn. Rồi, phát nè. Mấy trái nhìn nè. Rồi, mê ly cho. Rồi ok em qua đơn nha. 109.000 đồng áo khoác bên shop em hàng không chọn màu. Không chọn màu nha, chọn màu em không bán giá này. Rồi lên bộ hàng đang bận. Áo khoác rất là rẻ luôn mấy chị ơi. Áo khoác nhà hàng xịn lắm, đẹp lắm, mọi người yên tâm mua nha. Rồi 109.000 đồng giùm em hàng. Nè. Em hàng là áo khoác xuất khẩu nha. Áo khoác này chị mua shop gần nhà 270 luôn á hàng. Đúng rồi mấy chị. Quá trời quá đất nè. Rồi trời ơi trời, tặng chị áo khoác hàng ơi, hôm trước mua em về mới mặc có một lần bị tai nạn rách te tua. Ủa, rồi mắc cười quá à, bà chế Ngô Hằng. Rồi, ủa sao kỳ vậy? Thì bị tai nạn thì bị rách thì mình mua lại thôi, chứ sao bắt em tặng nữa? Gì kỳ quá vậy? Ủa sao kỳ vậy? Nếu như bên shop em hàng giao đến mà hàng bị lỗi gì đó, bên shop em hàng sẽ thu hết lại mấy chị, thu hết lại. Trời ơi, tự nhiên mình bị tai nạn rách cũng bắt em hàng đòn nữa là sao? Rồi, cái này là phải tương tác mà like tặng là em dành tặng cho những chị chia sẻ. Nè, khoát cho mấy hàng. Trời ơi, thiệt sầu luôn, giờ hết nói nổi rồi mấy chị. Có rất là nhiều chị khách đó. Rất là vô lý luôn á mọi người. Rất là vô lý luôn. Rất là vô lý. Mấy chị, là lên mua hàng bên shop em hàng nha. Mua hàng bên shop em hàng nha mấy chị, bận đi chơi, đi ô, đi gì tùm lum hết trơn mấy chị. Bên hàng không miễn ship nha, bao nhiêu cái cũng 30.000 đồng ha. Bao nhiêu cái, áo khoác này chị mua tới 270 luôn á hàng nè, chốt nè. Bao nhiêu cái cũng 30.000 đồng tiền ship. Mấy chị yêu dấu, có nhiều chị rất là vô lý, em không hiểu là mình làm sao luôn á mấy chị. Mua đồ nhà người ta đã đời bận nha, bận rồi. Bận mấy ngày luôn, giặt mấy lần, em ơi giờ đồ này cũ rồi, chị không thích nữa, em đổi cho chị bộ mới. Trời trời. Gì vậy mấy chị? Sao giờ ở đâu vậy mấy chị? Ở đâu có cái luật mà bận đồ rồi, đồ mặc rồi, 2-3 lần giặt rồi bắt người ta đổi lại bộ mới cho mình không thích nữa. Trời trời. Rồi mấy chị yêu dấu nha. Ok nha. Dạ ok chị Huỳnh Nguyễn ơi, thông cảm giùm em hằng. Khách mới là phải cọc giùm em hết nha mấy chị. Khách cũ cũng cọc giùm em luôn nha chị Huỳnh Nguyễn, do đợt này quá trời luôn mấy chị. Quá trời quá đất em ơi. Quá trời quá đất luôn. Rồi em lên bộ em đang bận nè. Rồi lên đơn nha, khoát bao nhiêu đó đó. Mình lấy hai cái có được hai màu không em? Dạ được chị, hai cái là hai màu. Bên hàng giao màu bất kỳ nha nè. Túi trong bự lắm. Túi trong bự lắm nha mấy chị. Túi trong là bự, cực kỳ bự luôn. Hai túi trong lận nha. Dạ ok chế Ngô Hằng. Em biết chế nói vui mà. Em biết chế nói vui mà tự nhiên đồ rách. Bắt em chốt tặng lại sao em chốt đột. Rồi đây nè, thông cảm giùm em nha chị. Nè, túi ngoài nè mấy chị. Xịn sò lắm. Rồi ok nha. Ok hết mấy chị, khoát là 109.000 đồng thôi. 40kg trở lên. Sao? Rồi, 40kg trở lên nha mấy chị ơi. 70kg trở về, ok, khoát chị lấy hai cái được hai màu, dạ được.
chị lấy 5 cái về bán nha Hằng, mua mặt đẹp quá trời ai cũng hỏi, chị bán 170 mà khách còn báo rẻ. Trời ơi dữ vậy, 109.000 đồng giờ bán 120 thôi là được rồi. Kệ đi, nói chung là khoác này bán 200 mấy cũng xứng đáng đồng tiền, bán 170 thì khách báo rẻ phải rồi. Rồi ok ha. Dạ, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận em qua khoác nha mấy chị ơi, em không nhận đơn khoác nữa nha. Rồi bộ em đang bận nè, có mấy chục bộ thôi em lên luôn. Nhà em bán cho mấy chị là mango đuổi loại 1 nha. Rồi vải em đang bận làm mango đuổi loại 1 hàng nha mấy chị. Cổ bề lai ngọc trai độc quyền dùm em hàng luôn, không ai may bộ này, dám bán mấy chị 130.000 đồng nha. Bộ em đang bận, lên đơn dùm em hàng. Trời ơi anh ơi, cái màu nó quá đẹp luôn. Rồi chị lấy 4 cái khoác nha hàng. Rồi bộ em đang bận, chỉ 130.000 đồng, nhận hàng bao kiểm tra hàng trước khi nhận, mango đuổi loại 1 nha, mango đuổi loại 1 dùm em hàng. Rồi mua đồ bên chị ta thấy đẹp, à, thấy em mặc đẹp nên hỏi mua dùm, không có size bự nha. 40 đổ lên, 65 đổ về, áo khoác làm hàng không lựa màu nha mấy chị. Rồi bộ em đang bận cao cấp 1, 130.000 đồng thôi. Ôi coi nè, bộ em đang bận là cao cấp 1, 130.000 đồng. Chị Hiếu Nhiên ơi, kem body bên shop em hàng không nhận đơn nha. Nha, bộ em đang bận đừng có ghi mã đang mặc mấy chị, cao cấp 1 dùm em hàng, 130.000 đồng. Mango đuổi loại 1 đừng ghi bộ đang mặc, ghi là cao cấp 1 dùm em hàng, 130.000 đồng. Mấy chị nào mà bộ đang mặc là không có đơn nha. Cao cấp 1, 130.000 đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về, mình cứ bộ đang mặc là không có đơn nha mấy chị ơi. Cao cấp 1 giùm em hàng, 130.000 đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về. Hả Tim, hả La giùm em hàng, cao cấp 1 giùm em hàng. Có tay nhà em hàng có, thì còn em lên hết mấy chị. Cao cấp 1 giùm em hàng, 130.000 đồng hả. 40, cái này hả ta. Cái màu này quá đẹp luôn, cao cấp 1 giùm em hàng, 130.000 đồng, 40kg trở lên. Chị có hai áo khoác chưa em, không nghe đọc tên. Mấy chị ơi mua hàng mã kèm giùm em hàng số điện thoại nha. Dạ con cảm, con chúc cô Vân Nguyễn, con cảm ơn cô Vân Nguyễn rất là nhiều. Bên shop em hàng không miễn ship nha mấy chị ơi. Cấp 1 giùm em hàng, 130.000 đồng, 40 đổ lên nha, 65 đổ về giùm em hàng. Mình mua hàng kèm mua hàng số điện thoại mấy chị. Long Hoàng mua hàng kèm cho hàng số điện thoại nha. Hội rồi cao cấp 2 quá trời hàng tiếng rồi mấy trái thầy. Ôi anh ơi Lan Nguyễn, ôi cao cấp 2 nhớ Lạc cái bộ beo xanh ở nhà. Rồi cao cấp 2 là nhà bán hàng nè. Lục Lộ 8 Nguyễn chị nhận đồ hồi đẹp lắm em, cảm ơn chứ Phương Nguyễn, Nguyễn Minh, Bé Nấm, Nga Ngọc, Thì Lê số hội giùm em. Cao cấp 2 là giùm em Kim Cúc Nguyễn, Diệm Vô, Phương Chi, cao cấp 2 bị đoàn hợp với số hội dùm em. Mà em nói em Mai có bầu mới chạy cấp 2. Quân Võ, 130.000 đồng, làm như 3 đứa rồi đó, còn không Tâm ngán Hoa, gì mới chạy cấp 2. 130.000 đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về. Bộ này mấy chị chốt đơn lại nha. Cao cấp 2 đi dùm em hàng, 130.000 đồng, 40 đổ lên. Dạ mấy chị ơi, mã kèm dùm em hàng số điện thoại nha. Mã kèm dùm em hàng cái số điện thoại mấy chị ơi. Tự nhiên hôm nay tự nhiên tóc tiếng mà đòi cấp 2. Dạ 40kg trở lên, 65kg trở về, mango đuổi loại 1. Mango đuổi chị có chưa hàng? Có đơn hết mấy chị. Úc Quang Phạm, Đinh Nguyễn, Đức Võ, Quỳnh Diễm, cao cấp 2 giùm em hàng, 130.000 đồng. Dạ ok chị học em, chỉ sai cấp 2 giùm em nha, 130.000 đồng. Bữa nay bị gì á mấy chị? Lê Hay, Lan Phượng, 130.000 đồng giùm em hàng. Quỳnh Hương, bữa nay bị gì á mấy chị? Hậu Nguyễn, cao cấp 2. Úc Văn Phạm, bộ này kiểu như là muốn bệnh đó mấy chị, muốn bệnh á. Cấp 2, 130.000 đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về. Đây Phạm, dạ có lên gấm, có lên hot nha. Thủy, cao cấp 3 có tay dài không hàng? Mẫu này có may tay dài, có em lên tay dài cho mấy chị mua mà em bán tặng luôn. Hàng còn ít là gấp 3. Thiết kế tối đi mấy chị, trời mà cao cấp 3 thì nhìn má hàng. Ôi anh ơi,
mã kèm cho mấy bạn xuống rồi đi. Có đơn cho mấy chị 40 ký trở lên 65 cho chị coi túi quần nè. Tam Kiều, Phương Hồng. Túi quần đây nè mấy chị, túi quần bên shop em hàng là vải túi vải chính đàng hoàng nha. Rồi cao cấp 3 hả tim thả lai liền Vinh hàng. Ống cho em hàng 2 lần chia sẻ trang cá nhân 5 đến 10 hồi nhóm. Hồi cao cấp 3 quá đẹp luôn anh ơi. 130.000 đồng. Rồi 40 ký trở lên. Lành Nguyễn Nguyễn 65 ký trở về. Cao cấp 3 thì Nguyễn Linh 130.000 đồng. Rồi mẫu ngọc trai này may khó lắm, mọi người yên tâm mua đi, bên shop hàng may đẹp. Rồi mấy chị ơi, cao cấp 3 dùm em hàng. Em bao mấy chị xuất sắc luôn, 130.000 đồng. Mango đuổi loại 1 dùm em hàng. Mango đuổi loại 1 dùm em hàng. Không nhèo, không nhăn, không rút vải, không xù lông, không phai màu, cao cấp 3 dùm em hàng. 130.000 đồng. Dạ, nhận hàng được kiểm tra hàng không miễn ship nha mấy chị ơi. Cao cấp 3 dùm em hàng nha. 130.000 đồng dùm em hàng. Thu Hảo Nguyễn, Phùng Mỹ Kim Hoa, Lại Huỳnh, Lại Hằng, Ngọc Lân Nguyễn. Long Hoàng Nguyễn. 40 ký trở lên, 65 ký trở về cao cấp 3 giùm em. Ở này nữa ha. Chính rồi luôn. Lên luôn đi. Cao cấp 3 liền giùm em ha. Chỗ đâu em chỗ. 130.000 đồng giùm em. Ôi. Thì anh đọc đi mệt quá. Mà đọc đi gấp 3 giùm em hả? Cao hỏng gì hết trơn á, đọc đi. Cao cấp 3 mình có chưa, mình làm anh đúng giùm em đi mấy chị. Thả kèm đồng hàng xuống hội đi, cao cấp 3 giùm em hả? 130.000 đồng. Cái gì? Cao cấp 4 thì mày nói nữa, tao nói mày mà mày cãi. Mày không nghe lời tao. Cao cấp 4, mày biết rồi, bữa giờ tao nói mày buổi trưa mày làm vậy đi. Cao cấp 4 130.000 đồng. Mày bỏ mày đi, mày đi, mày đi, mày đi học bằng lái lớp 4. 130.000 đồng. 40 ký trở lên, 65 ký trở về nha. Dạ có gắm. Hậu Nguyễn lên số hội giùm em. Cao cấp 4 giùm em hàng. Shop now. Rồi đây nè. Cao cấp 4 giùm em hàng. Giùm em hết nha mấy chị ơi. Rồi quá đẹp luôn. Chị Lan Nguyễn. Cao cấp 4 nha. Chị Lê Hồng lấy phát cầm anh phát 109 giùm em nha. 40 ký trở lên, 65 ký trở về. Đúng rồi, một lan bao nhiêu bộ cũng ship một lần nha chị ơi. Dạ đúng rồi mấy chị ơi, một tay này mình mua bao nhiêu bộ cũng ship có 30.000 đồng. Nguyễn Quế. Có tay cánh tiên luôn, có gắm, trời ơi có hết mấy chị ơi. Đợi giùm em cao cấp 4 giùm em hàng. Dạ đúng rồi. Cao cấp 4 nha. Mai Liên 130.000 đồng, hộ cái màu xanh bô này đẹp quá mấy chị ơi. Chốt đơn đi mấy bà chế. Ai đang khoái ngọc trai chốt đơn lẹ cái màu xanh bô này đi. Nè, cái là beo xanh bô, beo rất là lạ luôn, bận đẹp cực kỳ luôn, 4 giờ mấy hàng. Võ Quyệt lên số hội giùm em. Thích mới mua hàng mã lên số hội giùm em nha. Chị Hồ Gia Minh, chị Cường Nguyễn, Trần Thị Phương Lan. 130.000 đồng. Chị Thu Văn. 40 ký trở lên, 65 ký trở về. Cao cấp 4 liền em nha. Chị Võ Quyệt lên số hội giùm em. Mua hàng lên số hội giùm em nha mấy chị ơi. Quần này mấy chị. Nhìn form nè mọi người ơi. Chị Hoàng Gia. Đẹp lắm luôn mấy chị. Mê Lê Hương Trang, 4 giùm em hà. Tuân Nguyễn, Đặng Nghĩa. 40 ký trở lên, 65 ký. Lê Hồng, chị Kim Loan lên số hội giùm em. Rồi lên giùm em. Phạm Mỹ Bích Thủy, Võ Nguyệt, My Đoàn. 4 giùm em hà. 130.000 đồng giùm em hà. 40 ký trở lên, 65 ký. Chị Ảo Gần qua lấy giùm em cũng được nha chị ơi. Chị nào ở còn ngoài tranh thủ qua lấy. Bảo Ngọc. Qua lấy sớm mới có đơn nha mấy chị ơi. Chị nào muốn không muốn xếp hàng thì cứ đi lấy không sao hết trơn mấy chị. Hàng em hàng có sẵn, em hàng mới lai mà, đâu có chờ đợi gì đâu mày sợ. Cao cấp 5. 100. Ôi trời ơi, ôi ôi. Cao cấp 5 nha. Lê Thị Cẩm Lâm. 130.000 đồng. Phương Nam Trần. Ai đổi tới đổi lui không Hồ có đơn Minh nhà Nô, em hôm nay nha. Thủy Lê, Tiết Huỳnh, Võ Phượng. Cao cấp 5 giùm Nhân em. Nhân Phát. Ủa, cái màu này đẹp luôn mấy chị. Tuân Nguyễn, An Nguyễn. Nha. Lâm rồi, Ngọc Ngọc. Phát mình cứ cầm anh khoát 109 là mấy hàng lên đơn cho mấy chị. Chị nào đổi tới đổi lui, bên shop em hàng xin quỷ đơn nha. Chị Tuyết Quỳnh, địa chỉ shop là 384 ấp Bình Thuận, cái Bình Đại, quyền Đại, tỉnh Bến Tre. Chị nào tới được lấy nha mấy chị ơi. 130.000 đồng giùm em hàng. Rồi 40 ký trở lên, 65 ký trở về. Cao cấp 5 giùm em mấy chị. Cao cấp 5 cho chị Cường Quỳnh. 130.000 đồng. 40 ký trở lên, 65 ký trở về. Lâm Ngọc Ngọc có rồi. Cao cấp 5 giùm em hàng. Có rồi nha.
cao cấp 5 giùm em hàng. Cao cấp 5 thì chỉ 130.000 đồng giùm em hàng. 40 kg trở lên 65 kg trở về giùm em hàng. Nhận hàng bên shop Lâm Ngọc Ngọc cầm anh mã cho em số điện thoại là có đơn rồi nha chị ơi. Rồi cao cấp 5 giùm em nha. 130.000 đồng. 40 kg trở lên 65 kg trở về giùm em nha. Rồi cao cấp 5 giùm em hàng. Chị ơi Lâm Ngọc Ngọc mã kèm giùm em hàng số điện thoại là được cô chị, cấp 5 giùm em hàng. Rồi mã này hết rồi anh ơi. Cao cấp 6. Rồi có tay dài bỏ có tầm ngón mấy chị. Rồi cao cấp 6 giùm em hàng. Quá đẹp luôn mấy chế ơi. 130.000 đồng không miễn phí ship nha. Dạ ship toàn nước Việt Nam là 30.000 đồng. Ông dạ không đổi được nha mấy chị ơi, chắc đơn giùm em nha. Ai đổi là bên shop em hàng xin hủy đơn thông cảm giùm em nha. Rồi cao cấp 6 cho chị Hà Hồng Gấm. 130.000 đồng. Cao cấp 6 thì giùm bác hàng nha, quá đẹp luôn. 130.000 đồng giùm em hàng. Ôi mê ly anh ơi, tay cánh tiên bao đẹp luôn. Cao cấp 5 cho chị Cẩm Hồng. Ôi một bộ đồ thiết kế như vậy mà bán 130.000 đồng. Mấy chế thôi. Cao cấp 4 chị An Nguyễn. Hàng nữa lên hàng là cao cấp 6 nha. Cao cấp 5 chị Trịnh Mồi. Liền cấp 6 giùm bác hàng. 130.000 đồng. 40 đổ lên 65 đổ về nha mấy chị, ai đổi tới đổi lui bên shop em hàng xin phép hủy đơn không gọi chốt đơn nha mấy chị, góp 6 giùm em hàng. Đó số chị Hi Nguyễn. 130.000 đồng. Dạ những chị nào mình nói chung là mình mua hàng nhưng mà mình không muốn mà mất tiền tiếp á. Đó mình có thể đến thẳng trực tiếp shop em hàng lấy. 384 ấp Bình Thuận thị trấn Bình Đại. Huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre à, đến thẳng shop em hàng lấy ha. Nhưng mà những chị nào đặt trên live em hàng gọi điện phải chuyển khoản. Rồi, không chuyển khoản tiền ship, chỉ chuyển khoản tiền hàng thôi. Đến nơi mình lấy đồ mấy chị có 6 giùm em hàng. 130.000 đồng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Cấp 6 giùm em hàng. Hàng gia. Em hàng bán hàng là không miễn ship. Gửi hàng toàn quốc nha mấy chị, cấp 6. Cấp 6 giùm em hàng. 130.000 đồng. Gửi hàng toàn quốc ship 30.000 đồng. Ở cấp 6 giùm em hàng. 130.000 đồng giùm em. Ôi bộ này nó đẹp. Nó đẹp tuyệt vời luôn nè. Tay cánh tiên. Ôi. Cái mẫu này là nhất cái nách nha. Ôi bộ đồ nghĩ sao 130.000 đồng chồng. Rồi cao cấp 7 này giùm bác hàng. Dạ có gắm. Đợi em xí em lên gắm cho mấy chị mua. Rồi có lẫn. Có tay dài. Có tùm lum hết được chưa. Có đùi. Rồi em hàng là cao cấp 7 này giùm em hàng. 130.000 đồng. Cao cấp 7 nha. Ôi 130.000 đồng giùm em. Thả tim thả like giùm em hàng để không bị ẩn comment. Dễ chốt đơn nha. Ẩn 2 lần chia sẻ trang cá nhân 5 đến 10 hội nhóm. Tương tác và like. Ôi cao cấp 7 này giùm em mấy chế. 130.000 đồng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về cho chị xem túi quần. Mấy chị ơi yên tâm giùm em hàng. Mấy chế thôi, mấy chế ơi yên tâm giùm bác hàng. Bên shop em hàng may hàng cho mấy chị là mango đuổi loại 1. Không nhèo, không nhăn, không rút vải, không xù lông, không phai màu đúng không? Rồi túi quần nè. Túi quần phối vải chính đàng hoàng như vậy. Xịn sò cho mấy chị nha. Không phải là mai túi phối tàu lao nha mấy chị. Túi vải chính đàng hoàng giùm em. Cao gấp 7 nha. Nè. Bộ caro này là siêu đẹp luôn. Cao gấp 7 giùm em hàng. Gắm mặt thích lắm. Xí lên gắm cho mua. Còn có vài bộ gắm thôi. Gắm năm nay là không có ai bán như vậy hết trơn. Cao gấp 7 giùm em hàng. Rồi lên bộ tay dài nè. Trời ơi, bộ này bán gì luôn hả trời? Ít à, còn 5 bộ, 6 bộ thôi nha. Rồi, cao cấp 8. Ngọc tai, tai dài. Rồi luôn. 130.000 đồng giùm em hàng. Rồi, dạ ok, chế ngang ngọc. Gần mà, ở Phú Hưng, thành phố Bến Tre gần mà, xuống Bình Đại gần mà. Cao cấp 8 giùm bác hàng. Vô chốt đơn nha mấy chế. 130.000 đồng. Ôi, 130 luôn chồng, tay dài luôn. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Ok mấy bà gắm liền. Mấy bà nhận gắm đẹp quá chừng phải không mà rẻ nữa đúng không? Gắm người ta bán 300-400.000 đồng. Thằng bán mấy chị có 130.000 đồng, tay ngắn 135.000 tay dài thôi. Ờ mà mấy bà không đòi gắm nữa mới lạ. Rồi em hàng là cao cấp 8.
130.000 đồng. Rồi bộ này chốt đơn. Chốt đơn, chốt đơn. 40kg trở lên, 65kg trở về. Chị đợi lô này bữa giờ, trời ơi, lô này em không mai kịp luôn. Lô này hiện tại là em không mai kịp luôn, còn ít em sale cho mấy chị luôn, không mai kịp nữa mấy chị. Vải không về nữa và các xưởng nó cãi các xưởng luôn, không dám làm ren này cho em luôn. Bảo tới cho mấy chị đó, 8 giùm em hàng. Nha, có 8 giùm em hàng nha. 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Mùa mưa này phơi không được mấy chị, có 8 giùm em hàng. 130.000 đồng giùm em hàng. Mùa mưa này không phơi ren được. Không phơi ren mấy chị, có 8 giùm em hàng. 130.000 đồng. Rồi có 8 giùm em. Trời ơi, 130.000 đồng. Cao gấp 8 giùm em mấy chị. 130.000 đồng giùm em hàng. Thả tim thả like nha. Ủng hai lần chia sẻ trang cá nhân. Năm đến mồi họ nhóm chị tính ra em già lắm rồi đó chồng. Bà kia bà 30 tuổi rồi bà nói có đầu trẻ không ạ? À. Chồng, em 30 tuổi em bận cái lưu này em già quá vậy chồng. Cáp 9. Cáp 9 giùm em mấy chị. Thôi 130.000 đồng. Hoa Nguyễn. Rồi. Nay em 50 tuổi rồi đó mấy bạn. Diệu, cảm ơn cao cấp 8. Cáp 9 giùm em hả? Lam. 130.000 đồng. Dạ nay em 50 tuổi rồi cho nên mấy chị thông cảm giùm em, cái gu em nó như thế này nè. Đó chị em nào vô ngay gu của em thì ủng hộ em ha. Hôm nay em 50 tuổi rồi mấy bạn. Rồi cáp 9 giùm em hả? Cao cấp 9 nha. Thôi. Ở cấp 8 không có nhiều đâu đọc cho nội. Cao cấp 9. Tay dài luôn, 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em. Rồi cao cấp 9 giùm em ha mấy chị. Ồ, 130. Cao cấp 9 giùm em hả? 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em. Nay tay dài luôn mà bán 130 chế chốt đơn lẻ đi. Không có nhiều đâu nha, cấp 9 hết là 130.000 đồng. Ủa còn nay ánh đẹp quá hả? Ôi, cấp 9 giùm bác hà. 130.000 đồng giùm em hà. 40kg trở lên, 65kg trở về. Dạ nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu không đúng mango đuổi chuẩn tem xanh nha. Không đúng mango đuổi chuẩn tem xanh hàng loại 1 nhập từ Tô Châu thì cứ hoàn trả lại giùm em hàng tháng 9 giùm em hàng. 135.000 đồng. Rồi gắm liền. Đủ loại gắm cho mấy chị không có chín. Hết gắm luôn rồi lên cái lô này sale luôn, tốt chân luôn, hết chín giùm em hàng. Rồi cao gấp 10.3. Đây. Cao gấp 10. Đầu em này bán đẹp, vải đẹp nữa mà rẻ nữa, mọi người yên tâm mua. Rồi cao gấp 10 giùm em hàng. Quang quý, quang quý. 130.000 đồng nha. Nguyễn Hiền Hương. Tay cánh tiên nha, đẹp quá trời luôn. Cao cấp 10. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Trần Hay. Rồi cao cấp 10 liền giùm bác à. 130.000 đồng nha. Rồi gắm lên liền, đợi em xí mới. Trời ơi, em mới chín mã, giờ mã nó là 10 hà. Mới có 10 mã mango à mấy bà. Cao cấp 10 liền giùm em hà. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Like mango đi hàng bữa giờ mua chưa đã. Trời bữa nào cũng like gần có 100 mã. Hôm nay cả 100 mã nữa cho mấy chị mua góp 10 giùm em hà. 130.000 đồng. Góp 10 nha. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. 10 vỏ hàng. Rồi đồ đẹp chất vải đẹp em hàng. Cảm ơn chế Nguyễn Hương nha. Góp 10 giùm mấy hàng. 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Bên shop em hàng bán hàng là bao kiểm tra hàng. Mấy chị yên tâm hết. Cao cấp 11. Ủa cái đó tay ngắn hả? Đẹp. Ờ cái này. Trời ơi. Thầy đây. Cáp mùi cho chị nha hàng. Đẹp quá nè. Dễ thương lắm mấy chị. Tay cánh tiên nha. Rồi. Rồi. Đây. Thôi. Cáp mùi. 130.000 đồng dùm em hàng. 40kg trở lên, 65kg trở về dùm em hàng. Rồi cao cấp 11 liền dùm em. Đây. 130.000 đồng dùm em. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 11 nha. Ôi mấy chế ơi. Cao cấp 11 liền dùm bé hà. 130.000 đồng. Ôi tới công chuyện luôn. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 11.
lên đơn lẹ liền giùm má Hằng 130.000 đồng. Ôi dạ mẫu này có lẫn luôn một chút xíu em lên hết, cao cấp 11 nha, 130.000 đồng giùm em, 40 kg trở lên, 65 kg trở về giùm em. Rồi tới công chuyện rồi nha, mấy trái cao cấp 11 giùm bé Hằng, 11 chỉ lời thôi, 130.000 đồng. Mình có 11 cho Hằng, mình comment đúng giùm em Hằng là cao cấp 11, 130.000 đồng, kèm của Hằng số điện thoại là mình lên đơn nha. Rồi cao cấp 12 cái gì đây nào, còn vô đây đúng không hả? Cao cấp 11 giùm em Hằng 130.000 đồng. Chốt em bán là mango đuổi loại 1 mấy chị. Mango đuổi loại 1, dòng vải siêu sang luôn, không nhèo, không nhăn, không rút vải, không tù lông, không phai màu. Cấp 11. Hello trái Bảo Liêm, đẹp trái Bảo Liêm ơi, comment 12 luôn đi trái Bảo Liêm. Cao cấp 12 nè. Cái này có 6 bộ thôi nha, 130.000 đồng. Bên shop em này bán đồ đẹp lắm, mọi người yên tâm mua. Cao cấp 12 mấy cháu ơi. Ai nhận đồ shop em Hằng rồi cho em Hằng xin vài cái comment lên với. Cao cấp 12 nè, 130.000 đồng, 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Chị Hà vợ. Ôi cấp 12 quá đẹp luôn, 130.000 đồng nha. Chị Nguyễn, 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Mini quần nó cao cấp 12 dòng em mấy chị. 130.000 đồng, 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Hả tim thả like đi em Hằng, để không bị ổng comment. Cấp 12 dòng em Hằng, 130.000 đồng. Bên shop em Hằng không có size 70 kg nha. Mình đã nhận hàng rất ân, cảm ơn trái Nguyễn Hương nhiều nha, cảm ơn trái yêu nhiều. Đó em Hằng có thêm một chị khách bà con nữa nè. Rồi em Hằng có một chị khách bà con ở đâu, ở Hà Nội luôn. Cảm ơn chế nha, em Hằng có chị khách ở Hà Nội luôn nha. Rồi tay dài liền, mình nhận đồ rồi phải ok em. Cảm ơn chị Châu Phượng. Rồi khách này ở đâu đây? Rồi phải đẹp xuất sắc, mai nhiều kiểu nữa đi em. Rồi để mai nhiều kiểu nữa mấy cháu ơi, năm nay hết vải rồi. Chị đậu cao cấp 10, ôi có beo, có beo, có beo, có beo, beo gì đây? Ôi khoan khoan khoan, khúc này quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Đây, ui đẹp 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 lắm mấy chị ơi, cấp 13. Đây đây, 12 gì ít mấy chồng ơi, chồng đứng đọc nha chồng. Rồi chị nhận hàng rồi đẹp, em cảm ơn chị Thủy Nguyễn luôn. Đây, beo nè, 130.000 đồng thôi. Cao cấp 13 liền giùm bá Hằng, 130.000 đồng giùm em Hằng. Mấy chị ơi, chị nào xả tới xả luôn em xin quỷ đơn nha. Em nhắc lại một lần nữa, cao cấp 13, 130.000 đồng. Em nhắc lại một lần nữa, chị em nào xả tới xả lui bên shop em Hằng xin quỷ đơn. Chị Hằng Nguyễn bên shop em Hằng quỷ đơn nha. Rồi ai mượn chị vậy? Rồi cấp 13 nè. Trời ơi mấy chị ơi, em Hằng dễ quá rồi. Ví dụ như mình mua hàng, mình phép tắt lịch sự một cái giùm em. Ví dụ như mình đã không thích mẫu đó nữa thì mình nhắn nhẹ vào trong tin nhắn. À chị bác Hằng ơi, hồi nãy á mua mẫu đó không thích nữa. Rồi tự nhiên không thích nữa mua rồi kia giờ không thích nữa mấy chị. Rồi cấp 13 giùm em Hằng, 130.000 đồng. Cao cấp 13 nha mấy chị, như vậy chứ nguy hiểm luôn đi. 13, 130.000 đồng. Mấy chị thấy đi, có phải là em Hằng bận lên từ kiểu luôn không? Mấy chị có phải là em Hằng bận lên từ kiểu, từ mẫu như vậy luôn không mấy chị? Rồi đứng đây đọc mã đàng hoàng. Em đâu có, em đâu có giấu đồ, ví dụ như thế này em đâu có giấu lại không cho mấy chị xem đâu. Cấp 13, mua hàng kèm Hằng số điện thoại nha, 130.000 đồng giùm em Hằng. Lai đàng hoàng như vậy rồi, 13 mấy chị thấy không? 130.000 đồng, 40 đổ lên, 65 đổ về. Bán hỏi đẹp gì cho mấy chị mua. Bán luôn cấp 14 nè. Tâm hình cấp 13, chỉnh mùi, 130.000 đồng. Người ta lên đàng hoàng mã rồi, mua đổi tới đổi lui mất mệt nữa. Xả tới xả lui trên like mấy chị, thiệt luôn mấy chị, cấp 14. Những chị như vậy em Hằng không bán đâu. Cấp 13 và không bao giờ mua được hàng bên em Hằng nữa, thật sự luôn. Em nói một điều duy nhất như vậy, không bao giờ em Hằng bán cho những chị mà mua trên live mà đổi tối đổi luôn như vậy á. Cao cấp 14, có rất là nhiều chị người ta mua không có được cái mã đó, mã ít người ta mua không có được. Em đã bấm đơn ra mấy chị rồi. 13 chị, 13 giùm em. Ca bờ Minh Quách, ca bờ Minh Quách muốn lấy bộ veo là 13 giùm em Hằng. Rồi cao cấp 14, bên shop em Hằng thì không cần nghe đọc tên cũng được, chị Phạm Lam ha.
Bên shop em hàng bán hàng chốt đơn bằng phần mềm, bằng máy, mấy chị yêu dấu. Cho nên mình cứ comment mã kèm dùm em hàng số điện thoại dùm em. Nghe kỹ số ký, nghe kỹ mã hàng. Mình nằm trong số ký, mình nằm trong mã hàng đó, top 14. Dạ chị Mai hả? Mình bận vừa thì mình chốt đơn mã này khách của em hàng chốt đơn đây nè. Cao cấp 14 nha. Chị ba chị Nguyễn Linh Hậu 130.000 đồng. Nguyên Trần. Cấp 14 dùm em hàng. 130.000 đồng dùm em. Ba bên mình quá. 40kg trở lên, 65kg trở vào sổ bộ này nó đẹp tuyệt vời luôn. Cao cấp 14 nha, tuyệt vời ông mặt trời luôn. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về cấp 14 dùm em hàng. 130.000 đồng. Dạ có tay dài, có hết tùm lum hết, cấp 14 dùm em hàng. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về mình muốn hàng. Mã kèm giống hàng số điện thoại là được. Cấp 15. Rồi cấp 15. Đây đây. Trang son. Mình đây. Ây dài. Đẹp quá trời luôn á, cao gấp 15. 130.000 đồng. Cao cấp 15 nha. Thanh Lo Nguyễn. 130.000 đồng. Trời ơi. Ai dài siêu đỉnh luôn. 40kg trở lên, 65kg trở về, cao cấp 15 liền nha bác hàng. 130.000 đồng nha. Ai dài. 40kg trở lên, 65kg trở về. Thả tim thả like giùm em hàng. Ông hai lần chia sẻ đây cái nhân tâm cái mùi hội nhóm. Mai Thảo. Cấp 15 liền giùm em chị. 130.000 đồng. Dung Huỳnh. Cấp 15 giùm em hàng. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về, cấp 15 giùm em hàng. 130.000 đồng. Diễm Kiều. 40kg trở lên, 65kg trở về. Mango đuổi loại 1, không nhèo, không nhăn, không đúc vải, không xù lông, không phai màu. Cao cấp 15 giùm em hàng. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em hàng. Rồi cấp 15, trời ơi trinh tiết nữa nè. Rồi cao cấp 15, trinh tiết hồi hôm đơn bự quá trời. Ôi đơn nhiều rồi. Chưa cọc nè, cọc đi. Em ở xa chợ nạp cạc được chị trinh tiết, mình ở xa chợ mình nạp cạc đi. Nạp cạc đi, ủi có 16. Nguyễn Kha. Rồi ok, hai mã này đó, em hết mã này nha, em qua nha. Rồi lên gắm liền mấy chị, lên gắm ha. Rồi cao cấp 16 nè. 130.000 đồng. 40kg trở lên. Rồi 65kg trở về, cao cấp 16 quá đẹp luôn. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về, cao cấp 16 liền giùm em mấy chế. Rồi coi nè, 130.000 đồng. 15 em hết rồi, không còn hàng. Cấp 16 liền giùm bé hàng. 130.000 đồng. Rồi 40kg trở lên, 65kg trở về, cao cấp 16 này dùm em ha. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận. Rồi có 16 này dùm em mấy chị. 130.000 đồng dùm em ha. Rồi cao cấp 16 này dùm em nha. 130.000 đồng dùm em. 40kg trở lên, 65kg trở về, cao cấp 16 thì giùm em hằng. Trời ơi. 130.000 đồng giùm em. 40kg trở lên, 65kg trở về, cấp 16 thì em hằng. Phẩm Văn. 130.000 đồng, cấp 16 thì giùm em ha. 130.000 đồng giùm em hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Ok chị Sóc Nâu nha. Mai Hảo. Còn lên hàng có cấp 17. Trên số tài khoản. Ôi, này đẹp nhở anh. Thôi. 130.000 đồng. Chị Cường Nguyễn. Rồi lên gắm liền nè. Phương Anh. Lên gắm liền nha, có 17. Rồi em Xí. 130.000 đồng. 40 đến 65. Rồi cao cấp 17 mấy chế ơi. Thôi em Xí bộ đồ này em để dành em bận đấy. Cao cấp 17 giùm em hàng. 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về, cao cấp 17 thì dùm em hàng ha. 130.000 đồng dùm em hàng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Ôi tay le đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Cao cấp 17 dùm em hàng. 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về, cao cấp 17 dùm em hàng. Ủa cái này hot nè hả?
Văn Hữu 130.000 đồng. 40 độ lên, 65 độ về. Mỹ Hạnh. Ờ, cao gấp 17 giờ mấy hàng. Út Văn Phạm 130.000 đồng. 40 ký trở lên. Rồi cao gấp 18, màu xanh coban rất là đẹp luôn. Có này duy nhất nha. Rồi bắt đầu em qua gánh nha mấy chị dấu nha. Cô xem con like như vậy là kỹ, thích mẫu nào thì chốt để chi cho rất rối, còn chưa hết thì cho qua từ từ chốt sau. Dạ đúng rồi cô, thì sợ con vậy á mà mua một đống đó thì không thích thì mình cứ cho qua từ từ mình chốt sau. Rồi hả, mua mã nào cũng mua xong hết 18. Biết là mã nào cũng đẹp thì mình em Hằng đã bật lên đàng hoàng đúng không cô? 18 giùm mấy Hằng. 130.000 đồng ít nha. Cái này màu coban này ít nha mấy chị, này còn có 10 bộ rồi, xong em qua gắm luôn nha. Phương Thị, Đỗ Thị Hiền. Cấp 18 giùm em Hằng rồi, có tay ngắn. Từ từ đi em lên tay ngắn Pisama. Tay lỗ đen nữa mấy chị, rồi đùi rồi lẫn nữa cho mấy chị mua hôm nay rồi. Là em Hằng chơi tới bến mấy chị luôn, được chơi cấp 18. 130.000 đồng. Thôi coi nè. 40 ký trở lên, 65 ký trở về. Rồi mấy chị ấp 18. Bên shop em Hằng em nói mấy chị ơi yên tâm đi, mình cứ comment mã kèm với hàng số điện thoại. Hệ thống bấm đơn hết mấy chị, cấp 18 giùm em Hằng. 130.000 đồng. Yên tâm giùm em Hằng, cấp 18. 130.000 đồng, hệ thống nhà em Hằng chốt đơn bằng máy. Thật sự là em Hằng livestream như vậy, em Hằng đọc tên á để mấy chị biết là em Hằng đang live trực tiếp. Hết 18 giùm em Hằng. Còn máy thì em Hằng bấm đơn ra hết là mấy chị. Chứ không thể nào mà đọc hết nổi đâu, do nó cũng có bị sót comment á. Bây giờ gắm ánh kim nha. Gắm ánh kim chốt đơn lẹ nha, không còn nhiều nha. Ôi còn bộ hoa này lên luôn đi dòng ơi, qua ngắm luôn nè. Cho nó hết luôn. Cho nó hết luôn. Hết 18 giùm em Hằng. 130.000 đồng. Tiền Nguyễn. Rồi ok, còn cái bộ hoa này em chốt đơn cho mấy chị luôn rồi, em qua luôn nè, tay dài, tay ô đồ lỏng rồi. Tay lay đầu có hết nha. Rồi cao cấp 19 nè. Rồi ơi chốt đơn bằng mùng 1, mùng 2 Tết đẹp xuất sắc luôn. Cái này có 10 bộ à. Rồi, cao cấp 19. 130.000 đồng. 40 ký trở lên. Ok chế sóc nâu, cảm ơn chế yêu nhiều nha. Rồi cao cấp 19 giùm em mấy chị. 130.000 đồng. Cao cấp 19 nha. 130.000 đồng giùm em Hằng. 40 ký trở lên. 65 ký trở về, có thiết kế xí em lên. Không chắc tối đi em lên thiết kế tại chỗ. Trưa nay lay lẫn đồ luôn cho hết, cấp 19. Rồi có lai đồ kỹ giống bữa hổm hôm Hằng, chị nhận hai bộ rẻ đẹp quá chừng. Rồi thôi, đồ kỹ, cấp 19 giùm em Hằng. Rồi, cao cấp 19 giùm em nha mấy chị ơi. 130.000 đồng, 40 ký trở lên, 65 ký trở về. Nguyễn Thị Lan Hằng, đẹp quá. Liên, Nguyễn Thế, cấp 19 giùm em Hằng. Rồi, gắm xước ánh kim, người ta bán 300 mấy chục ngàn đồng một bộ. Em Hằng bán luôn 130 luôn. Rồi luôn. Cắm cũng con hết rồi nha mấy chị, không còn nữa nha. Rồi. Hôm nay không chủ hàng luôn hả em? Tối không chuyện luôn hả? Hả? Cao cấp 20 do năm nay em sửa shop lại. Nên em không chủ hàng để là em bán tốt. Nên là giờ em bán hết cho mấy chị luôn, có 20. Cao cấp 20 nha. Ồ coi nè, 40 đổ lên, 65 đổ về. Phan Hải 19. Ôi ơi. Cao cấp 20, gắm xước ánh kim tô tầm loại 1, dòng vải siêu sang nè mấy chị. Ôi coi nè, cao cấp 20, 130.000 đồng thôi nha. Rồi gắm có tay dài không có, từ từ em lên hết. Cao cấp 20 giùm em Hằng. Cao cấp 20 nha, 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 20 nha, 130.000 đồng. Gắm xước nhà hàng bán đẹp mà rẻ quá chừng. Cao cấp 20 giùm em mấy chị ơi. 130.000 đồng giùm em Hằng. 40 ký trở lên, 65 ký trở về, bán đỏ mà cấp 20. Cấp 20 giùm em Hằng nha. Dạ, gắm xước ánh kim loại 1 giùm em Hằng. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận và đồ đùi luôn, yên tâm mấy chị. Quần như thế nào em Hằng nè, quần nè. Trời ơi mấy chế ơi. Quần đường may 5 kim bao đỉnh giùm em Hằng luôn. Rồi ren ở dưới ống quần ha, ren ở dưới ống quần. Rồi túi quần nè. Thấy Hằng like gắm là chuẩn bị hết tiền. Dương Hoài, Nguyễn Kim Anh. Cấp
70 giùm em Hằng. 130 ngàn đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về, hấp 20 quá đẹp luôn. 130 ngàn đồng giùm em Hằng. Ôi coi nè, màu đỏ đô bận tó. Đây mấy chị. Lê Yến Phượng. Ôi. Phương Võ. Ôi nha, cao cấp 21. Rồi gắn có tay dài để em lai sen kẻ vô có 21 giùm em Hằng. 130 ngàn đồng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về, cao cấp 21 liền giùm mấy Hằng. Màu đỏ đô rất là đẹp luôn nha mấy chị. Họ cái mã này bận tết làm mê ly luôn. Lan Nguyễn. Nè mấy chị nhìn cái bộ gấm bên shop em Hằng may cho mấy chị Lê yên Bắc tâm Hải. Nha. Cao cấp 21. Trời ơi. Lam Lam. Cao cấp 21 nha. 130 ngàn đồng. Cắm xước ánh kim. Siêu đỉnh giùm em Hằng. Mỹ Nhung. Rồi chế Mỹ Nhung khách mới này mua trên 5 bộ là phải chuyển cọc giùm em nha. Mấy chị ơi, không riêng gì chế Mỹ Nhung mà tất cả các chế đang xem live yêu thương bác Hằng, ủng hộ bác Hằng mình khách mới. Mình mua trên 5 bộ là chuyển cọc giùm em Hằng 100 ngàn nha. Mấy chị gấp 21 giùm em Hằng. 130 ngàn đồng. 40kg trở lên gắn có nhiều màu không? Trời ơi nhiều màu trời, cấp 21. Nguyễn Hồng. Mấy chị ơi từ từ đi em lên cho mấy chị mua cấp 21 giùm em Hằng. Rồi Ngọc Trai chị nhớ bên Hằng có lẫn nữa phải đúng không? Rồi, rồi chí xíu em lên cho cấp 21 giùm em Hằng. 130. Shop nào? Dược Quang. Đồng. Rồi cao cấp 22. Ok chế Mỹ Nhung. Ok chế yêu nha. Rồi cao cấp 22 giùm em Hằng nè. Thấy gấm là hết tiền. Cũng tiền đúng không? Đây 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 nè, đây nè. Rồi cấp 22 từ từ đi mấy chị. Cấp 21 giùm em Hằng nha. 130 ngàn đồng. Cao cấp 21 giùm em Hằng. 130 ngàn đồng. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi nhận đàng hoàng. Ngọc Bi Nguyễn. Rồi bao rẻ luôn, cao cấp 22 màu hồng nè. 130 ngàn đồng. Cái lô này là bán siêu siêu tặng bao nha. Bao hồi hồi hôm hai vợ chồng em Hằng á, lướt lướt á mấy chị thấy người ta bán bộ gấm này nè. Người ta bán bộ gấm này cho mấy chị nè. 380 ngàn đồng. Trời ơi. Bên shop em Hằng bây giờ bán 130 thôi. Cao cấp 22 màu hồng nha, rất là đẹp luôn. Rồi còn mango nữa không Hằng? Còn từ từ em lên hết mấy chị ơi. Cấp 22. 130 ngàn đồng. Tới công chuyện cho 40kg trở lên, 65kg trở về. Cấp 22 130 ngàn đồng. Cấp 22 130 ngàn đồng vậy nè. Cấp 22 giùm em Hằng. 130 ngàn đồng. 40 đổ lên, 65 đổ vào nè. Em qua tốc độ nha mấy chị ơi, vô hàng còn ít nha. Hàng còn có 20-30 bộ à, nó không có số lượng nhiều nên là em sợ em đứng lâu quá mấy chị. Cấp 22 giùm em Hằng. Giờ chị có 22 chưa có chị. Mình còn anh 22 kèm em xuống hội nha. 130 ngàn đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về à. 65 đổ về thôi. Màu riêu chưa có nè. Màu riêu màu trắng rồi em qua tay dài nha. Cấp 22 giùm em Hằng. 130 ngàn đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Nhắn tin bên shop em Hằng. Rồi nhắn tin bên shop em Hằng không lên đơn kịp đâu mấy chị ơi. Rồi có 23. Phương Đỗ. Ôi màu riêu đẹp cực kỳ luôn. Có 22. 130 ngàn đồng. Đồ gắm bên shop em này đẹp lắm, mọi người yên tâm mua. Mình khách mới mua 10 bộ ưng hết sức. Cảm ơn chế Ngọc Nhung nha, cảm ơn chế nhiều. Rồi có gấp 23 nè. 130 ngàn đồng. Cái này 23 đừng comment riêu mấy chị. Cao cấp 23 là mới lên mã được, mình comment real là nó không có nhận đơn nha. Mình chỉ cần comment là cao cấp 23 thôi. 130 ngàn đồng. 40kg trở lên. Dạ bộ đùi em đang bận thì em không có bán, nhưng mà chị nào muốn mua thì em chỉ giá cho. Bộ đùi em đang bận cái quần là 920, cái áo là 570. Rồi đó là hàng em Hằng là mua hàng pha ke. Rồi chị nào mà sang chảnh hơn nữa thì mình có thể mua hàng real. Cấp 23 giùm em Hằng. Mua hàng real là cái áo hình như là 19 triệu. Cái quần cũng cỡ mười mấy triệu đó. Còn hàng em Hằng mua là hàng pake có mấy trăm ngàn à. Cấp 23 giùm em Hằng. Còn Nguyên. Cấp 23 giùm em nha mấy chị ơi. Bộ em đang bận nè, là màu real này là gấm em Hằng bán. Hàng này là hàng em Hằng bán mang tên bác Hằng, có 130 ngàn đồng cho mấy chị mua thôi.
rất là rẻ, có 2-3 giùm em Hằng. Bây giờ em Hằng ở nhà thì em Hằng cũng bận những bộ đồ này thôi. Tại vì em lên live, em cần một bộ đồ thoải mái. Mà bộ này cũng không có thoải mái nữa, nãy do em Hằng đi công việc về. Có đi công việc về rồi xong em Hằng bận lên luôn chứ nè, lên live nè. Nó cứ ra cái này ra như vậy nè. Nó cũng hơi bị kỳ. Mà kệ đi, tại vì em lên gấp quá. Rồi em lên tới gấp 24 cho mấy chị mua 135.000 anh ơi, quá đẹp luôn. Rồi em lên tay dài xen kẽ vô nha. Rồi có 24 135.000 đồng. Trời ơi coi nè, Mê ly cho mấy chế tay dài xí. Em Hằng là đồ gắm mấy trăm bộ luôn mấy chị. Tao gấp 24 nha, 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Chị 1m67 mà bận đồ bên shop em đẹp lắm luôn á. Rồi cao cấp 24. Ủa phải 24 không? À 24 đúng không? Rồi 24, 135.000. Bộ này đẹp lắm. Đây, khách cũ nhà em Hằng lấy màu này liền đi mấy chế. Bữa giờ nó nằm trong kẹt. Em Hằng không có thấy mọi người. Rồi coi nè. Rồi có 24 giùm em Hằng, 135.000 đồng tay dài nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cái này 24. Họ đẹp quá, chế Nguyễn Linh rồi. Cao gấp 24 giùm em Hằng, 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Hả tim hả like. Rồi thấy không? Đó lên tay dài thì mấy chị đòi tay ngắn. Mà lên tay ngắn mấy chị đòi tay dài. Gấp 24 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Rồi cao cấp 25, mít vân mắt ta. Có 24 giùm em Hằng, 135.000 đồng tay dài nha, cho em thêm 5.000 nha mấy chị. Rồi còn tay ngắn là 130 nè, màu xanh đen nè, đẹp lắm luôn. Cao cấp 25 giùm em Hằng. Rồi cao cấp 24 giùm em Hằng nha. Cao cấp 24 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Rồi cao cấp 25, ôi 135.000 đồng. Cao cấp 25 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Rồi cấp 25, Võ Thị Hường, Thanh Tiền, Đoàn Quyên, 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 25 liền giùm em Hằng, Cạnh Đầu Hy, Nguyễn Ngọc Vinh Anh, 135.000 đồng. Cao cấp 25 quá đẹp mấy chế ơi. Màu mì xanh mì đen Nguyễn, nha. Mì Nguyễn. Ok chị Thảo Phạm cọc giùm em nha, chị gấp 25 giùm em Hằng. 135.000 đồng. Cao cấp 25 liền giùm em nha. 135.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Hội 25 đẹp quá chồng ơi. Cao cấp 25 giùm em Hằng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 25 giùm em Hằng. Quỳnh Mai. Dạ có 25 cái quần em đang bận á. Em có bán cho chồng em thôi mấy chị, em không có bán cho ai đâu mấy chị. Có 25. Rồi có 25 nha. Rồi có 26. Cao cấp 26 này nhìn bá Hằng. Cao cấp 26 nha, để bữa nào em Hằng săn đồ kiểu về em bán cho mấy chị nha. Được chưa? Đồ kiểu đi, để em may đồ kiểu em bán ha, mấy chị ủng hộ em Hằng. Shop em Hằng là 384 ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ôi mấy chị, màu kem. Màu kem. Rồi cái này nữa em qua tay ngắn nha nè. Màu kem siêu đỉnh luôn, chị em nào thích sự sang trọng quý phái thì mình mua liền cái màu kem này nha, sang lắm. Em Hằng có 2 bộ luôn á. Tại màu kem em Hằng khoái lắm, em Hằng để 2 bộ. Khó mua mấy chị, có 26. Khó mua cái vải màu kem được. Rồi có 26 liền giùm em Hằng, 135.000 đồng. Em nhắc lại mấy chị nha, mẫu nào em like tay dài là nó chỉ có tay dài thôi. Đó em like, ví dụ như cái màu đó hồi nãy em like tay ngắn thì nó chỉ có là tay ngắn thôi. Hai mấy chị có 26 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Ship toàn nước Việt Nam là 30.000 đồng. Rồi có 26 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Ví dụ em like cái màu kem này tay dài là nó chỉ có tay dài thôi, không có màu kem tay ngắn. Mấy chị đừng có mua em lên 26 mà mấy chị đòi tay ngắn là không có nha. Rồi có 26 giùm em Hằng,
135.000 đồng. Rồi có lớp 26 giùm em nha mấy chị yêu dấu nha. 135.000 đồng giùm em hàng. Rồi có lớp 26 giùm em nha mấy chị. 135.000 đồng giùm em hàng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Trong 100 cây á mấy chị, 100 cây gắm như vậy nè. 100 cây gắm như vậy nè, nó chỉ có một cây màu kem duy nhất thôi, có 26 giùm em hàng. 135.000 đồng. Ôi, nó đẹp lắm. Nè, cái này nó trơn nữa nha mấy chị. Nè. Cái này là nó siêu sang cho mọi người luôn. Ha, rất là sang luôn. Pháp 26 liền em hàng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Màu này là cao cấp 26 giùm em hàng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Ôi, một trắng tay dài luôn hả? Ôi, nó là kho lại hả chị? Cao cấp 27. Tay dài có màu đỏ không? Có từ cầu em lên. Nè. Rồi cao cấp 27 giùm em hàng. Đây đây. 135.000 đồng. Ôi. Cao cấp 27 giùm em hàng. 135.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Màu này rất là đẹp. Cao cấp 27. 135.000 đồng. Xong em qua tay ngắn tiếp nha mấy chị. Ôi. Mua 2-3 bộ tay dài mùa này đi mấy chị. Cao cấp 27 giùm em hàng. 135.000 đồng. Mua mấy cái màu tay dài đi, mua 2-3 bộ tay dài để dành mùa này đi mấy chị. Vì mùa mưa bão, mua tay dài không có phí đâu mấy chị, cao cấp 27 giùm em hàng. 130.000 đồng. 135 nha, cao cấp 27 giùm em hàng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Trời ơi. Cao cấp 27 này giùm em hàng. Quá đẹp luôn chưa? 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Mấy chị ơi, còn manh đúng mã kèm hàng số hội nha, gấp 27 giùm em hàng. 135.000 đồng. Ôi, màu đỏ nè, tay ngắn nè, đẹp quá trời luôn nè. Top 28, 130. Hết gắm rồi đó mấy chị. Em xin hết gắm nha mọi người. Gấp 27 giùm em hàng. 135.000 đồng. 26 chị Trần Thị Nhung. Hết 27 giùm em hàng. Nguyễn Hạ 135.000 đồng. Đỗ Phương. Ồ, có bị gì không? Sao tôi không thấy không? Chị Hà Hoàng. Ờ, cao cấp 28, màu đỏ đô. Chữ đây ơ. Cái mẫu nó đem lại là qua chụp 130. Có 28 giùm đó hàng. 130.000 đồng. Cao cấp 28 nha. 27 chị Phạm Phế. 130.000 đồng, tay ngắn. Rồi. 40kg trở lên, 65kg trở về. Trời ơi. Có 28. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em hàng. Cao cấp 28, 130 có màu trắng rồi, đợi em lên màu trắng cho. Cao cấp 28 giùm em hàng. Này cái móng tay em là tới công chuyện luôn mấy chị, mà không có thời gian để đi làm luôn. Cao cấp 28 nha. 130.000 đồng. Hết rồi nha mấy. Ôi, có 28 giùm em hàng. 27 chị Lý hả? 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao gấp 28 thì giùm bác hàng. 130.000 đồng. Màu đỏ đô đẹp lắm nha. Viền. Mẫu này người ta bán 300-400.000 đồng á. 27 chị Nguyễn Hạ. 28 giùm em hàng. Đang bị lỗi tôm 502 không? Đang bị lỗi rồi không? Có 29. 130. Có 28. Cao cấp 29. 135.000 đồng. Trời ơi. Mấy chế ơi. Xí nha. Rồi cao cấp 29 là phải xí nha chị nào. Thích tay dài là lẹ nha. Ấn 2 lần chia sẻ trang cá nhân 5 đến 10 hội nhóm liền. Cao gấp 29. 135.000 đồng. Ồ, một cái màu xanh bơ tuyệt đẹp luôn trời. À, gấm có màu đen. Đợi em xí đi em lên màu đen cho. Tay dài cũng chưa có lên màu đen nữa nè.
cao cấp 29 thì giùm bác Hằng 135.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Có 29 giùm bác Hằng. Có 29 nha, 135.000. Ai một đứa nào kêu lên bán đồ thì phải có 29. 135.000 đồng. Có 29 giùm em à. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 29. Quá đẹp luôn, màu bơ. Bao mê ly nha. 135.000 đồng. Có 29 giùm em à. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Có 29 giùm em à. 135.000 đồng. Có 29 giùm em hàng. Mình mua hàng mã càng nhiều hàng khoáng loại mới chạy có 29 giùm em hàng. Rồi cao cấp 40. Cao cấp 29 nha. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em hàng. Rồi cao cấp 40. Hai chết chị Nguyễn Ngọc Bảo An cho em xin số điện thoại với. Gì 29? Mới 29 à hả? Chị cao cấp 30. Trời ơi. 135.000 đồng. Hồi tối công hai chuyện. Cao cấp 30 nha mấy chế. 135.000 đồng. 40kg trở lên. 65kg trở về. Cao cấp 30. Lên đơn lẹ giùm em Hằng. 135.000 đồng. Rồi cao cấp 30 là giùm em Hằng. 135.000 đồng. Cao cấp 30 là giùm em Hằng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 30 là giùm em Hằng. 30 màu trắng là 30 mấy chị ơi. Cao cấp 30 là giùm em Hằng. 135.000 đồng. Nãy giờ Năm bấm đơn rồi nó không có ra đó Năm ơi. Cấp 30 thốt ra vô lại đi. Cấp 30. 135.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 30 nha. Hệ thống nhà em Hằng đang bị lỗi xíu nha mấy chị. Cấp 30. Mình cứ còn manh mã kèm nhận hàng số điện thoại nha. Cấp 30. 135.000 đồng. Cấp 30 giùm em. 135.000 đồng. Rồi cái bộ tay dài gì đây, đẹp quá trời luôn. Rồi cấp 30 nha. 135.000 đồng. Thì chú chồng ở đây nó. Rồi cao cấp 31. Đã đóng đơn nãy giờ nó chưa lên được. Nó lưu không à, nó không có ra. Cao cấp 31. 135.000 đồng. Cao cấp 30 liền giùm em. 135.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi cao cấp 31. Một trăm ba mươi lăm ngàn đồng. Cao cấp 31 giùm em Hằng. Cái đơn 7 bộ mình chỉ muốn lấy 2 bộ đi sao chị? Mà ví dụ như qua trong đơn 7 bộ chị đã lấy 4 bộ rồi thì còn 3 bộ á chị. Là đơn mình là 8 bộ đã bỏ là còn. Cao cấp 31 giùm em Hằng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 31 giùm em Hằng. Màu riêu tay dài. Đẹp lắm luôn. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi coi nè. Cao cấp 31 giùm em Hằng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 31 giùm em ha. Từ từ đi em qua tay ngắn cho mua cấp 31. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 31 giùm em Hằng. 135.000 hả? 40kg trở lên, 65kg trở về. Sao mình nằm im hả? Cấp 31. 135.000 đồng. Nó có bấm đâu.
Để anh bấm á, có 31 màu riêu tái tim rất là đẹp luôn. 135.000 đồng. Rồi cho gấp 32. 130. Đẹp lắm nè. Rồi mấy chị cứ comment đúng mã như vậy đi, mấy chị hệ thống nhà em hàng lên đơn nha. Rồi. Rồi mấy chị yêu dấu nha. Rồi có 31 ra đó. Có 31 giùm em hàng. 135.000 đồng giùm em hàng. 40kg trở lên giùm em hàng. Có 31 giùm em nha. Rồi. Chị ơi chị cái đơn hàng mệt mỏi lắm luôn mấy chị ơi, mấy chị mua hàng mình mua cái gì mua đàng hoàng giùm em đi. Rồi cao gấp 32. 130.000 đồng, ai biết bấm lại khúc lỗi hình như chưa qua. Cao cấp 32. Màu đen rất là đẹp luôn. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Ôi ôi cái mã này là mê ly. Dạ ok chế Mỹ Nhung, đợi chút xíu bên hàng coi coi nhận được chưa nha. Tại đang like của kiểm tra. Rồi cao gấp 32 nè. Lẹ đi nha mấy chị, em hết gắm rồi. Em không còn bộ đồ gắm nào đâu. Gấp 32. 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Gấp 32 ai? Phương đổ. Chị Phương đổ chưa? Số điện thoại lên em, số điện thoại nè. Phương đổ với ai? Nguyễn Ngọc Bảo An. Nguyễn Ngọc Bảo An với Phương đổ chưa? Số điện thoại lên em, hình số điện thoại có 32. Tăng ngắn. 130.000 đồng. Ok, bên số điện thoại. 40 đổ lên, 65 đổ về. Mấy chế hy yêu Phương bán hàng. Mua hàng kèm hàng số điện thoại có 32. 130.000 đồng. Mất rồi đó. Rồi cao cấp 33. Đây 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 đây, đẹp lắm này nha. Em hàng đang bán là gấm xước ánh kim loại 1 nha mấy chị. Hàng người ta bán cho mấy chị 300-400 ngàn, nhà em hàng bán 135 ngàn. Được chưa? 130 tay ngắn, 135 tay dài. Có gấp 33 lên đơn đi. 135 ngàn. Gấp 32 giùm em hàng là 130. Cao cấp 32 nha. 130 ngàn. Nó bệnh. Cao cấp 33. 135 ngàn. Cao cấp 33 giùm em hàng. Yến Nguyễn. 135.000 đồng. Nguyễn Nghị Hiền. 40kg trở lên, 65kg trở về. Hết gắm rồi nha mấy chị. Rồi hết gắm rồi đó mấy chị, cao cấp 33. 135.000 đồng. Tay dài nha, đẹp cực kỳ luôn. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi. Có 33. Tới nữa rồi, không có bờ không được nữa rồi hả? Có 33. Không có được. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Có 33 giùm em hàng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, trời. Uống nước rồi like tiếp nói cho to hả? Ồ em like dữ lắm rồi đó mấy chị ơi, em like là maximum luôn rồi đó mấy chị. Cấp 33 giùm em hàng. 135.000 đồng mấy chế nghe rõ không mấy chế? Cấp 33. 135.000 ý là nó kêu anh uống nước đó anh không. Cấp 33. Anh nước rồi, nghĩ đi về. 135.000 đồng. Hết nước em lại rồi. 40kg trở lên, 65kg trở về. Em đi về luôn rồi, nó chưa lại cái gì. Em cũng hết nước luôn rồi kìa. Ngọc lại kìa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Lê Nguyễn. Ủa màu vàng chanh đồ hết luôn hả? Ủa, cái gấm màu xanh đen này rất là đẹp luôn nha mấy chị. Trời ơi. Cao gấp 33. 135.000 đồng. Thả tim thả like đi giùm em hàng để không bị ổn comment nha. Không. Rồi cao gấp 34. 135.000 đồng. Đồ sáng nữa mới lấy vậy. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cái hoa hồng này đẹp dữ dội luôn nha, màu xanh đen, tay dài. Rồi cao cấp 34. Cao cấp 34. Ôi ôi à. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Ôi đẹp lắm luôn mấy chế ơi. Cao cấp 34 liền em hằng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 34 liền em hằng. 135.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em hằng. Cấp 34, 135.000 đồng.
Rồi cao cấp 34 giùm em ha. Có gì Mỹ Nhung. 135.000 đồng giùm em. Nguyễn Cang. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi đẹp quá trời. Có tu hả? Cấp 34. Hết rồi hả? 135.000 đồng. Cấp 34 giùm em ha. Rồi 35. Rồi cao cấp 35. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 34. 135.000 đồng. Rồi cao cấp 35. Trời ơi à. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về và có thiết kế. Cao cấp 35. Đó mấy chị thấy không? Đó. Bận cái áo mấy trăm ngàn đồng nè. Bây giờ sức mẹ cái này rồi nè. Rồi cấp 35 giùm em. Chị Tú Ly Kim ơi, mình gọi giùm em đi chị. Mọi thắc mắc về đơn hàng mình gọi thẳng giùm em đi. Cấp 35. 135.000 đồng. Cái áo này bây giờ 500 mấy chục ngàn đồng. Giờ nó xuất cái này rồi. Bận được có lần ha. Nó xuất rồi, giờ nói chuyện. Nói ai đây giờ mấy bà? Hạnh Nguyễn. Cấp 35. Rồi à. 135.000 đồng nè. Cái sức cái cục này rồi nè. Trời ơi trời. Cấp 35 cái này ở trong cái áo của em nha. Cấp 35 nè. Đó nó sức tiêu rồi thấy không. Cái này mà nó dán mấy trăm ngàn đồng mà nó dán nó không được thiêu nữa. Trời ơi là cấp 35. 135.000 đồng. Cấp 35 nha. 135.000 đồng. 40kg trở lên đó mấy chị. 135.000 đồng, hàng mua 600.000 cái chứ ít gì đâu. À, nó cũng bị thôi, mình bận lâu ngày. Mấy chị, cấp 35 giùm em hả? 135.000 đồng. Rồi có 36 đi, 130 xong đi, mệt quá. Rồi em lên mango hết rồi, mệt quá, em mệt lắm rồi. Cao cấp 36 giùm em hả? Ủy vỏ 130. Đẹp nha, gấp 36. Lẫn đi. Lẫn gì? Lẫn ngọc trai với ren đó. Ờ, lẫn ngọc trai, lẫn ren luôn đi. Bán sale cho mấy chị luôn. Bữa giờ em không có like lẫn nha. Giờ em like lẫn cho mấy chị mua nha. Hả? Cao gấp 36. 130.000 đồng. Diệu Trần. Nha mấy chị, tai ngắn nha. Zích zắc màu đỏ đô nha. Màu này màu đỏ đô giùm em xíu nha. Rồi tự nhiên cái ánh đèn bữa nay làm gì mà nó sáng lên dữ vậy trời. Cấp 36 thì nhìn bá Hằng. Ôi nó xanh màn hình luôn mấy chế. Cấp 36 thì nhìn bá Hằng. 130.000 đồng nha. 40 đổ lên, 65 đổ bay. Ủa sao nó đứng yên như vậy? Ủa sao em mới 300 mấy chị? Cấp 36. 130.000 đồng. Đang là gắm sứt đó nha chị. Tán phát Mỹ. 40kg trở lên, 65kg trở về. Có việc hoàn đổ, Mỹ Nhung. Cấp 36. Dạ hello. Mấy chị ơi, em đang bán là gắm sứt ánh kim nè mấy chị ơi. Trời dạ. Ơi, có gắm sứt không chị? Dạ em đang like là gắm sứt ánh kim loại 1 luôn nè chị. Dạ, cấp 36 chị em hành. 130.000 đồng giùm em. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cấp 46, 36, 36. Nó hàng còn đủ nguyên tan nguyên mát giùm em nha. Ui, cấp 36 giùm em hành. Chiêu khoản mấy chị ơi. Cấp 36 nha. Rồi em bắt đầu em lên lẫn là cấp 36 thì em hàng 135.000 đồng. À 130 nha, tay ngắn là 130 nha. Cấp 36, 130. 40 đổ lên, 65 đổ về. Quá cập phải không? Em lên cái tay loa này còn có 15 bộ. Yeah. 15 bộ hồi xíu đi nha. Dạ tự nhiên gắm 36 là sao? Nãy giờ gắm nhiều lắm á chị. Gắm á chị, đẹp lắm á chị. Rồi em hết gắm rồi nha mấy chị. Em lên mango đuổi loại 1 nha. Rồi lẫn nha. Bây giờ em bán lẫn cho mấy bà chế mua nè. Có lẫn ngọc trai luôn. Rồi có tay le luôn từ từ. Cắm xước ánh kim shop em hàng chính thức không bán nữa nha. Này nhiêu rồi? 115 luôn hả?
đâu 825. Rồi comment giùm em hàng lẫn 1. Lẫn 1 giùm em nha. Hả? Rồi lẫn 1 giùm em nha mấy chị. Hôm nay em bán phá giá một bữa nha. 115.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi lẫn 1 giùm em hàng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cho em bán 2 mã lẫn đầu tiên giá 115 thôi nha. Bắt đầu em lên 119 nha mấy chị. Lẫn 1 giùm em hàng. Nè, 115.000 đồng. Mua hàng mã kèm giùm em hàng cái số điện thoại là hệ thống nhà em hàng lên đơn. Rồi comment giùm em hàng là lẫn 1 giùm em hàng. Mình xem lại like đi chị ơi. Em hàng đã like rất là nhiều mã rồi đó. Em like tới hình như là 15 mã. Vậy là 20 mã, 21 mã gắm lận. Mình có thể xem lại like chốt đơn giùm em ha. Rồi comment giùm em hàng là lẫn 1. Lẫn 1 nha, 115.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em hàng. Rồi lẫn 1 giùm em nha mấy chị ơi. 115.000 đồng giùm em. Ôi quá đẹp luôn. 40kg trở lên, cái này là em bán tặng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Chốc mango đuổi. Cái đoàn quyên ghi giùm em là lẫn 1 chứ. Lẫn 1 giùm em hàng. Lẫn 1 115.000 đồng. Dạ chị ơi, mình mới vô xem thì lát hồi hết lúc like mình xem lại đi chị. Em hàng đã qua rồi chị, không lẽ tự nhiên mình mới vô xem cái em hàng phải đưa cho chị xem lại. Trong khi đó rất là nhiều chị người ta đã xem like nãy giờ và người ta muốn qua mã khác để người ta mua. A lẫn 1 giùm em hàng. Rồi lẫn 1 giùm em mấy chị. 115.000 đồng. Rồi lẫn 1 giùm em hàng. 115.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em. Ồ không nhớ nữa chứ. Bủ trâu ơi, xíu nhân viên em báo cho chế đi. Rồi lẫn 2. Lẫn 2 nha. 115.000 đồng. Thả tim thả like này giùm em hàng nha. Ấn 2 lần chia sẻ trang cá nhân 5 đến 10 hội nhóm. Rồi lẫn 2. Quá trời luôn mấy chị ơi. 115.000 đồng giùm em hàng. Rồi lẫn 2 giùm em nha mấy chị. 115.000 đồng. Trời ơi nó quá là đẹp luôn mấy chế ơi. Trời ơi lẫn 2. Nè hoa nhí 115.000 đồng. Dạ quần lửng có túi đàng hoàng. Size 40 đổ lên, 65 đổ về. Ôi mã lửng này đẹp lắm nha. Lửng 2 115.000 đồng. Cho em hàng đúng chính thức 2 mã lửng này giá 115 thôi. Bắt đầu tất cả các mã còn lại là 119 giùm em nha. Thế này là em bán không lợi nhuận cho mấy chị lửng 2 giùm em hàng. 115.000 đồng. Rồi có sen tay dài, có tùm lum hết mấy chị. Ta tự nhiên nó ngã nè bà chuột ơi. Đó chứ hả? Trời ơi trời. Lửng 2 giùm em hàng. 115.000 đồng này lửng rồi phải không? Thôi lửng 2 giùm em hàng. 115.000 đồng giùm em hàng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi lửng có ngọc trai. Đợi em xí. Rồi lo em lửng 3 nha. 119.000. Đẹp lắm. Đẹp lắm luôn á mấy chị. Lẫn 2 là giùm mấy hàng. 115.000 đồng giùm em hàng. Lẫn 1 thì Mỹ Châu. Lẫn 3. Ồ em nói những cây vải lẫn là tối công chuyện luôn nha mấy chị. Lẫn là hàng thiết kế không. Lẫn 3 giùm em hàng. 119.000 đồng lẫn thôi á mấy chị. Lẫn em hàng như vậy thôi nè. Người ta đã bán 230, 240 rồi đó mọi người. Em bán cho mấy chị 119.000 đồng. Lẫn 3 nha. Lẫn 3 chị Mỹ Nhung. Rồi em nói thiệt là rẻ hơn không nổi giá thị trường. Lẫn 3 119.000 đồng. Rồi lẫn 3 giùm em nha. 119.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Lẫn 3 nha. Nãy nhức đầu quá. 119.000 đồng. 119.000 đồng. Lẫn 3. 119.000 đồng giùm em hàng. Lẫn 3 nha. 119.000 đồng. Lẫn 3 giùm em nhắn chị. 119.000 đồng. Hả? Hả? 99 còn không?
mà 99 còn hôm nay lẫn 3 giùm em ha. Tăng lại 99 ngàn, ôi lẫn 3, 119 ngàn đồng. Ừ lẫn 3, ủa này nè, 99 ngàn nó mới lấy nè, còn đây nữa nè anh ơi. Lẫn 3, lẫn 4, lẫn 4 thì chốt đơn. Lên cái hàng kiểu đó, bên đầu lẫn nó chỉ đem xuống nhà dưới hôm nay, người ta nó biết nó lấy, để bên đó nó không lấy rồi. 119 ngàn đồng. Trời ơi, lẫn 4 chốt đơn liền. Nguyễn Sương 40 đến 65 kg trở về giùm em Hằng. Rồi lẫn 4 giùm em Hằng. 119 ngàn đồng. Mai Hồng cười nữa. Rồi lẫn 4 giùm em Hằng. 119 ngàn đồng. Phương Võ. Trời ơi. 40 đổ lên, 65 đổ về. Lẫn 4 giùm em mấy trái ơi. 119 ngàn đồng. Ôi lẫn đẹp lắm luôn. 40kg trở lên, 65kg trở về. Lẫn 4 giùm em mấy trái. 119 ngàn đồng giùm em Hằng. Rồi lẫn 4 kèm giùm Hằng số điện thoại nha. 119 ngàn đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Lẫn 4 nha. 119 ngàn đồng giùm em. Lan Lê lẫn 4 giùm em Hằng. Quỳnh Thế con nha. Lẫn 5. Rồi cảm ơn cháu Nguyễn Tết Hằng. Lợi Sơn. Nguyễn Nghị Hề lẫn 5 giùm em Hằng. 119 ngàn đồng. Thằng Phần. Trời ơi. Lẫn 5. Thảo Nguyên. 119 ngàn đồng. Lẫn 5. Xuất sắc nha. Lấy bộ đồ này là mê ly luôn đó. 119 ngàn đồng giùm em Hằng. Lẫn 5 giùm em Hằng. 119 ngàn đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Lẫn 5 nha. 119 ngàn đồng giùm em Hằng. Lẫn 5 giùm em ha. 119 ngàn đồng giùm em Hằng. Cái lẫn ngọc trai đẹp lắm nha. Lẫn 5 giùm em Hằng. Rồi lẫn 6. Dạ chị Mo Nguyễn vậy hả? Bữa đặt 2 mét single. Lần sau không thấy giao trời. Rồi chị tên bổ chuyển cho em. Đây đây. Quyên, lẫn ngọc trai. Lẫn 6. Lẫn ngọc trai là hết rồi nha mấy chế ơi. 119 ngàn đồng cho mấy chế mua. 40 đổ lên, 65 đổ về. Lẫn 6 thì nhìn bác à. 119 ngàn đồng. Trường Ngô Hiện Ngọc. Ôi 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi lẫn 6 đi dùm em Hằng. 119 ngàn đồng dùm em Hằng. Rồi lẫn 6 nha. 119 ngàn đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Lẫn 6 đi dùm em. Ôi cái hoa này đẹp tuyệt vời luôn. 119 ngàn đồng giùm em Hằng. Lẫn 6 nha, 119 ngàn đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Lẫn 6 giùm em. 119 ngàn đồng. Phu Hàng Nguyễn lên số 7 em lên dài cho mua rồi. Lẫn 6 giùm em. Làm em Hằng vô chụp ảnh chưa chị ơi? Chụp ảnh chưa? Chụp ảnh là gửi rồi á. Tính tiền rồi, tính tiền rồi là gửi rồi á. Có màu này nữa nè. Hết rồi nha, hết lẫn rồi mấy chị. Không chị ơi, không cần cọc tiếp cũng được đó. Kệ đi, bà đã cọc rồi thôi, để em trừ tiền ghi hàng cho. Lẫn 7. Không cần cọc đâu. Rồi đi. Cố gắng nhận hàng giùm em Hằng là được rồi. Chưa thấy gửi ảnh, ảnh là chắc cũng có đó. Là bà sao? Lẫn 7 nha. 119 ngàn. Chắc tôi nhắn cũng kịp hay vậy. Chị Vy Vy cầm anh lẫn mấy. Mới hả bà? Lẫn 7 nha. Nhắn đi ông, nhắn cho tin nhắn.
lẫn 7 giờ em à, nhắn lên đầu đi. 110 họ đẹp quá vậy. Mấy chế ơi hí tỷ nha, em nói nữa nghe, để chắc hồi em đăng cái xì ta túi cho mấy chị biết. Có gì á mình cứ gọi thẳng cho em vào số hotline, đừng có nhắn tin. Mình muốn đặt hàng cái gì cũng vậy nữa, mình gọi cho em vào cái số hotline để với em hàng dễ lên cho mấy chị lẫn 7 giùm em hàng 119.000 đồng. Tại vì hả mình để trong tin nhắn là bên hàng chết không có kịp, lẫn 7 giùm em hàng 119.000 nha. 40 đổ lên, 65 đổ về. Lẫn 7 giùm em hả mấy chế. 119.000 đồng. Rồi 40 đổ lên, 65 đổ về, bữa nay quá trời vượt. Ngoạn mực buổi trưa luôn, trời lẫn 7 giùm em hàng 119.000 đồng. Mà nói chồng em nó không có nghe. Bây giờ em nói mà nó không có nghe. Chốt nào. Lẫn 7 giùm em mấy chị, 119.000 đồng. Em nói mà chồng em nó không có nghe mấy chị. Rồi cho em cái lẫn 8 nữa, em hết lẫn rồi. Nó dài, nó dài. Trời ơi. Tới dài tiếp nè. Rồi lẫn 8 siêu đỉnh luôn nha. 119.000 đồng. Rồi hả tim thở like giùm em hàng nha. Rồi lẫn 8 giùm em hàng. Em nói là hàng bùa may mắn mà nó không nghe mấy chị. Lẫn 8. Hàng bùa may mắn mà không nghe. Hãy ta. Bị Phương Lan. 100. Lẫn 8. 119. Lẫn 8 nha. Lẫn 8. Hồi lẫn 8 quá đẹp luôn trời. 119.000 đồng giùm em ha. Lẫn 8 nha. Rồi qua dài cho mấy bà chế mua nè. Rồi nha mấy chị ơi. 40 đến 65. Giùm em là có đơn nha. Lẫn 8 giùm em ha. Đó chị Mỹ Nhung có rồi. 119.000 đồng giùm em ha. Lẫn 8 nha. Rồi. Rồi chuẩn bị mấy bà chế vô mua nha, mấy bà chế lẻ lẻ thôi nha. Lẫn 8. 119.000 đồng này chưa là áo khoác kịp cái dòng lẫn 8 giùm em ha. Ờ áo khoác đó là hết rồi. 119.000 đồng. Lẫn 8 nha, 119.000 đồng rồi lên cao cấp mấy giờ? Cấp mấy vậy? Mấy cao cấp mấy? Mấy cao cấp mấy vậy chỗ? Cao cấp 36. Giờ 37. Rồi cao cấp 37 nè. Em tại lấy lẫn với cái hàng trăm cây dạ em. Lẫn 8. Chứ 119.000 đồng. Thôi hai hồi tối mà không biết luôn trái ơi. Ấm thì chế độ đút ra coi. Đó 37 phải không? Rồi cao cấp 37. Giờ có còn lẫn ngẫu nhiên không? Ở lấy lẫn ngẫu nhiên đi. Lẫn ngẫu nhiên. Đi ra kêu tô 5. Rồi cao cấp 30. 37 hả? Cao cấp 37. Em chốt tặng mấy chế 125.000 nha. Bộ đồ này em nói là rất là nhiều chế khoái cây vải này luôn. Em hằng ta kiếm lại để mai mà không có. Rồi cao cấp 37 nha. 40 đổ lên, 62 đổ về, tay dài luôn. 125.000 đồng. Rồi cao cấp 37. 125.000 đồng. Trời ơi nó đẹp. Ôi sen tay dài cấp 37. 125.000 đồng. Cao cấp 37 nha. 125.000 đồng giùm em hàng. 40 tí trở lên, 62 đổ về. Cao cấp 37 này giùm em hàng. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Rồi cao cấp 37. 125.000 đồng. Quá đẹp luôn. Hết à. 125.000 đồng nha, 40 đổ lên, 62 đổ về. Rồi, lẹ nha, cấp 37 giùm em hàng. 125.000 đồng. Cấp 37 nha, 125.000 đồng giùm em hàng. Rồi em bán cái này chi ân cho mấy chị. Shop nào. Ờ mấy chị bán số, mấy chị lấy sỉ về bán nha. Hàng này là em hàng bán shop nhưng mà nó còn lẻ lẻ thôi. Phẩm thì nó còn lẻ lẻ thôi. Lẻ lẻ mỗi thứ còn một bộ á. Chị vô mua ủng hộ. Lẻ lẻ là mỗi thứ còn một bộ, mấy chị vô mua ủng hộ giùm em hàng nha. Mua về bán, mua về mặt. Cho con đồ là bao lời luôn. Cho con đồ cũng được, còn manh giùm em hàng. À, lẫn ngẫu nhiên đi. Lẫn ngẫu nhiên nha. 89.000 thôi.
hàng em hàng bán shop. Ghi làm em ngẫu nhiên cũng được, lẫn đi mất công mấy chị tưởng dài. Lẫn ngẫu nhiên 89.000 đồng, hàng này bán hàng bán shop. Nó rất là nhiều hình luôn, mỗi hình mỗi bộ còn một bộ duy nhất mỗi hình á. À, còn một bộ duy nhất em bán với chị 89.000 đồng luôn nha. Rồi comment giùm em hàng là ngẫu nhiên, lẫn ngẫu nhiên nha. Nè, mấy chế mua giùm ủng hộ em hàng cho hết. Tối nay mấy chế vô mua giùm ủng hộ em hàng đồ dài ngẫu nhiên nữa nha. Rồi đi. Lẫn ngẫu nhiên là mấy chị 89.000 đồng. Ngẫu nhiên chị muốn lấy 10 bộ được không hàng? Dạ, ngẫu nhiên này nếu mấy chị lấy 10 bộ em hàng để cho mấy chị làm 10 màu 10 hình nha, còn mấy chục bộ à. Ngẫu nhiên đi, chị Võ Thị Ly mình còn manh giùm em hàng là ngẫu nhiên đi. 89 bộ, ngàn ngẫu nhiên, còn 2 bộ, 2 bộ, ngẫu nhiên. Ý dụ như một bộ thì ghi giùm em là ngẫu nhiên 89 ha. Còn mình muốn lấy 2 bộ thì 89 x 2 3 bộ thì 89 x 3. Em nói cái này là mình mua về cho con cũng đẹp, mấy chị cho con cũng đẹp. Nó 89 ngàn em nói 40kg đến 60kg thì dùng em bé nha, bé nhỏ nhỏ nha, mà nó 37-38kg là nó bận cũng được rồi đó mấy chị, con em cũng được luôn. Lẫn ngẫu nhiên là đẹp không à. Ngẫu nhiên chị lấy 5 bộ được không à? Dạ được chị, 5 bộ 5 hình được chưa nè. Mỗi bộ em có một hình duy nhất, quên, mỗi hình như vậy còn có một bộ duy nhất nè. Nó đủ kiểu như luôn, có cổ ba lá như vậy nữa nè, còn cổ pijama đẹp lắm. Rồi ngẫu nhiên giùm em nha, 89.000, 89.000 đồng một bộ giùm em hàng. Rồi 89 giùm em ha, hồ đẹp quá. Ngẫu nhiên giùm em hàng. Ngẫu nhiên Nguyễn Nghị. 89.000 đồng, chế lấy 2 bộ ngẫu nhiên được không? Dạ được chị. Mình ghi 2 bộ ngẫu nhiên thì mình ghi là ngẫu nhiên. Cái này đẹp nè, chế Kim Hân mua ơi, bà chế Kim Hân 89.000 đồng à, rẻ lắm nha, rẻ cực kỳ luôn. Ngẫu nhiên này là bao không? Đẹp luôn. Cái này là bán tặng mấy chế dữ dội luôn á, 89.000. Có mấy chục bộ em bán cho hết nha. Rồi ngẫu nhiên giùm em hằng 89.000 đồng giùm em. Rồi con ngẫu nhiên giùm em hằng 89.000 ha. Có mấy chục bộ à, em bán cho hết, em qua luôn nha, các nữ. Rồi đó người ta nói. Rồi ngẫu nhiên giùm em hằng 89.000 nha. Rồi xuất sắc luôn á. Rồi ngẫu nhiên giùm em ha. Ôi đẹp không à mấy chị ơi, đẹp không luôn á mấy chị, bao mê ly với mấy chị luôn. Hàng này là em lựa từng bộ em bán shop nè. Rồi cao cấp mấy rồi? 37 rồi, 36 rồi. Ủa cái đó 37 ha. 37 rồi. Đó là 37 đó bà. Giờ nó 38 rồi. Rồi cao cấp 38 chốt cho mấy chị 120 nè. 40 đổ lên 65 đổ về. Cao cấp 38 nha. Trời ơi, tai lỡ. Trời ơi, nó trị mụn ngẫu nhiên nữa. Có gì mà trị mụn ngẫu nhiên vậy trời à. Cao gấp 38 120.000 đồng. Tai lỡ ren size 40 đổ lên 65 đổ về. Quần dài đẹp cực kỳ luôn, ngẫu nhiên. Cao gấp 38 120.000 đồng, 40 đổ lên 65 đổ về. Cao gấp 38 thì giùm em hàng. Ôi coi nè. Nhiên cũng bà chủ nhỏ. Cao gấp 38 nha. 120.000 đồng. 40kg trở lên 65kg trở về. Cao gấp 38 120.000 đồng. Ôi à. 40kg trở lên 65kg chở về giùm em hàng. Cấp 38 chị chạy đi lấy về luôn ha. Cấp 38 ăn cái 120.000 đồng. 40 tôi nói đi ăn cái gì rồi về ngủ, suy nghĩ tâm tối cái gì vậy. Cấp 38 cấp 38 giùm em hàng 120.000 đồng, 40 đổ lên 65 đổ về. Cấp 38 nha, 120.000 đồng giùm em hàng. 40kg trở lên 65kg trở về. Cấp 38 120.000 đồng, 40kg trở lên 65kg trở về. Cấp 38. Rồi cấp 39 vô chốt đơn nha, tay dài luôn. Em hai luôn hả? Rồi hết luôn.
39 120.000 đồng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Ờ tối nay lại cọc này, học này cái hot nghe trời, cái mai học này hot, thầy hot. Mai kêu tụi nó quét bụi cái gì ra đi em lấy xuống em bệnh luôn á. Sao Nguyễn thầy nhận có 39 không kịp thời gian làm đơn nó biết bụi mình mình cho nó làm đơn rồi tất cả có 39 120.000 không cho nó làm đơn trong bữa nay lấy cho nó vút vút buồn buồn đi cấp 39 gì 120.000 đồng hết lấy rồi hả? Cấp 39 120.000 đồng 40 kg trở lên 65 kg trở về nhiêu chồng cấp 39 hôm kìa chưa không cấp 39 rồi hôm kìa tí giờ nó lên đơn nhiều rồi 120.000 đồng tay dài luôn nha tay dài luôn cổ sen tay dài bán mấy chị 120 được chưa cao cấp 39 đi giùm em hàng 120.000 đồng 40 kg trở lên 65 kg trở về rồi cao cấp 39 đi giùm em ha 120.000 đồng giùm em 40 kg trở lên 65 kg trở về giùm em rồi cấp 39 giùm em hàng 120.000 đồng nha tay dài luôn. Ôi trời ơi, có này nữa nè mấy chị. Cấp 40 120.000 đồng luôn. 40 đổ lên 65 đổ về. Hôm nay đi lướt mấy kim đó sao. Cấp 40 rồi. Mã đáo thành công mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha. Mặc bộ đồ này là bao may mắn luôn mấy chị. Cấp 40 em hàng cũng phong thủy lắm mấy bà. Ôi coi cái màu nè. Sang cực kỳ luôn 120.000 đồng. 40 kg trở lên 65 kg trở về. Cao cấp 40 giùm em hàng. 120.000 đồng. 40 kg trở lên 65 kg trở về. Cao cấp 40 là giùm em hàng nha. 120.000 đồng. Ôi 40 kg trở lên 65 kg trở về. Cao cấp 40 nha. 120.000 đồng. 40 kg trở lên 65 kg trở về. Cao cấp 40 là giùm em ha. 120.000 đồng. Ấn đơn một tiếng không? Tiếng hô vỗ. Còn vài tiếng. 120.000 đồng. 40 đổ lên 65 đổ về. Cấp 40. Sơn Nguyễn. 120.000 đồng. Sơn Nguyễn Thị. Cấp 40 giùm em ha. 120.000 đồng. Tiêu Huyền. Rồi cao gấp 41 bộ bi đỏ này 40 đến 62 chốt luôn 120 nè, đẹp lắm nè. Tôi chốt đơn nha. Rồi cái màu xanh đó luôn đẹp bây giờ luôn kìa. Cao gấp 41. Đây là hot luôn nè. 120.000 đồng. Cao cấp 41. Bi đỏ rất là đẹp luôn nha. 120.000 đồng. Bộ này 40 đến 62 thôi nha. Cao cấp 41 tiền bá hàng. 120.000 đồng. 40 đến 62 ha. Bằng mình mình. Cao cấp 41 liền bá hàng. Đúng rồi, mới 30 đó. 120.000 đồng. Cao 41 giùm bá hàng. 120.000 đồng. Có 41 nha. 14 nhà trả lúc mà. Có 41 giùm em hàng 120.000 đồng. Mã này 40 đến 62. Có 41 liền hàng. 120.000 đồng đẹp lắm mấy bà chế ơi. 40 đến 62. Có 41. Có 41 phương trang phạm hệ. Rồi 120 luôn. Rồi cao cấp 42 nè. Ôi. Cao cấp 42. Trời ơi nó đẹp. Cấp 41 là bi đỏ nha. Ôi chị Phương Trang Phạm Thị có nha chị yêu. Có rồi có rồi có rồi. Có rồi có rồi có rồi. Cao cấp 42. 120.000 đồng giùm em hàng. Rồi cấp 42 giùm em. Ủa cái này ta già bán luôn 120 hả?
Trời luôn đây có 42 có mấy bộ à. Ai có duyên mua được luôn 120.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về. Cao cấp 42 120.000 đồng. Cao cấp 42 nha, 120.000 đồng. 40 đến 62 có 42 120.000 đồng. Có 42 120.000 đồng luôn. Mấy bộ nha, gấp 42 giùm em ha. 120.000 đồng. 40 đến 62 nha. 43 45 em ạ. Hả? 42 gì có 42 mã rồi hả? Ờ gấp 42. Gấp 42 giùm em. Đưa đưa cái 99 rồi, cái này 99 không? Cái bèo đó đi. Rồi nè, em bán tặng vài mã cho mấy chị mua về bán nha. Ở 42 120.000 đồng. Ở 43 rồi 43 tìm em. Rồi thôi đây mấy chị ơi. Rồi bộ này quá đẹp luôn. Rồi 5 mã thôi. Rồi đâu 5 mã gì vậy. Cao cấp 43 99.000. Rồi đi cho mấy chị mua và bán. Cao cấp 43 nè 99.000 đồng. Mấy mã 99 nha. Rồi em nghĩ mấy chị ơi em mệt quá. Có 43 dùm em Hằng 99.000 đồng. Cảm ơn mấy trái nhiều nha. Yêu thương em Hằng nha. Tối nay là em Hằng tới công chuyện với mấy trái luôn đó. Có 43 dùm em Hằng nè. Rồi à 99.000. Mấy bộ thôi nha. Có 43 99.000 đồng. Cao cấp 43 dùm em Hằng 99.000 đồng. Tranh thủ chốt đơn. Ủa đâu có 43 này dùm em hàng. 40 đổ lên 62 đổ về thôi. Rồi có 43 này dùm em hàng 99.000 đồng. Có mấy bộ à. Cao cấp 43 này dùm bán hàng nha. 99.000 đồng dùm em hàng. Ủa cái này phải 43 không? Ủa bà chuột bà ghi mãi gì tào lao vậy bà chuột. Cái đó là 41 mà. Ừ. Mà sắp nâu. Ba bảo liên 43 dùm em hàng 99.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về. Cấp 43 99.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về. Cấp 43 giờ em like từ hồi đầu tới giờ chứ. Cấp 43 dùm bà 99.000 đồng dùm em hàng. Cao cấp 43 dùm em hàng nha. 99.000 đồng dùm em hàng. Ủa sao bữa nay ông quà không vô người thì thánh. Nó điên mình. Cao cấp 43 dùm em hàng. 99.000. Còn ở cao cấp 442 nè. 40 đến 65. Vậy không em hàng. Ừ. Thì em nói là anh để nó đây số 44 120 40 đổ lên 65 đổ về nó muốn là em thấy à. Cao cấp 44 Trang Lưu Thị Thu 120 40 đổ lên 65 đổ về. Cao cấp 44 Vương Võ 120.000 đồng. 40 đổ lên 65 đổ về. Nó một tìm nó dạp được. Có 44 120.000 đồng. 40 đổ lên 65 đổ về nha. Có 44 cho mẹ hàng 120.000 đồng mã này. 40 đổ lên 65 đổ về. Có 44 cho mẹ hàng 120.000 đồng. 40 kg trở lên 65 kg trở về. Trời ơi sao mình tròn chỉnh nó lâu quá vậy trời. Có 44 120.000 đồng. 40 kg trở lên 65 kg trở về. Có 44 giùm em hàng 120.000 đồng. 40 đổ lên 65 đổ về. Rồi cao cấp 45 vô chốt đơn nha mấy bà. 99.000 đồng đẹp nha mấy bà.
cao cấp 45 nè, 99.040 đổ lên, 62 đổ về nha, tranh thủ nha mấy bà. Mấy bà ơi, trời ơi, cao cấp 45, trời ơi, 99.000 đồng. Cao cấp 45 liền nè em ha, 99.000 đồng. Sao Nguyễn Hị, bọn Nguyễn Nguyễn. Cao cấp 45 nha. Ôi cái màu quá đẹp luôn mấy trẻ ơi, 99.000 mã này 40 đến 62 nha. Lê Ngọc Huyền. Cao cấp 45. 99.000 đồng. Cao cấp 45 liệm hà. 99.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Ồ, cao cấp 45, 99.000. Đẹp quá à. Cao cấp 45 giùm em à. 99.000 đồng nha. 40 đổ lên, 62 đổ về. Cao cấp 45. 99.000 đồng giùm em à. Cao cấp 45 liền giùm em à. 99.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về, cao cấp 45. Sàn vũ cao. 99.000 đồng. Hoàng Nghị Anh lên số hội nè. Cấp 45 giùm em hàng, 99.000 đồng đó mình cầm rồi. Bỏ thì lây. Cái hô vũ. Có 46, 99 ngàn. Có 46 giùm em hả? Ok, thôi để lại đi. 46, 99 ngàn. Mà mình dán lại rồi mà. Có cấp 46 liền giùm em hả? 99.000 đồng. Ủa định bán màu hồng trước thôi, kệ bán màu này trước. Có 46 liền giùm em hả? 99.000. 40 đến 62 nha. Cao cấp 46 liền em hả? 99.000 đồng. 40 đến 62. Rồi cao cấp 46 liền giùm em hả? 99.000 đồng. Rồi cao cấp 46 liền em hả? 99.000 đồng giùm em hả? 40 đổ lên, 62 đổ về. Biết qua quên á hề hôm ai mà kích thích cóp 46. Kích thích hôm nay hôm nay ai mua hàng. Ai đi hàng hết. Cóp 46. 99.000 đồng giùm em hả? Cao cấp 46 nha. 99.000 đồng giùm em hả? Cao cấp 46 tiền giùm em ha. 99.000 đồng giùm em. Ủa hết luôn rồi hả trời. Cái bè đồ con còn đâu, một cam còn không? Còn không? Kéo qua nó xuống hả? Khỏi. Rồi 47, 48. Anh ơi 47 nha, 47, 47, 99 nè. Đây 47 là nhìn bá hà. 99.000 đồng. Chế nào đơn 1, tranh thủ chốt đơn liệm hà. Rồi cao cấp 47 nha. 99.000 đồng giùm em hà. Cao cấp 47 là giùm em ha. 99.000 đồng giùm em. Quá là mê ly luôn chưa. Rồi cao cấp 47 là giùm em hà. Ờ ơi, chắc xí bộ đồ này để dành bận quá. 99.000 đồng mấy chế. Cái này có 10 bộ nha, tranh thủ nha. Cao cấp 47 là giùm bá hàng. 99.000 đồng giùm em. Cao cấp 47 là giùm bá hàng. 99.000 đồng. Mấy chế ơi, cố gắng canh nghe máy. Nhân viên em hàng gọi chốt đơn hết nha mấy chế. Cấp 47 nè. 99.000 đồng có mấy bộ à? 47 giùm đó hà. Rồi Nhung Đặng Dương Thế. Có 47 giùm em hà. 99.000 đồng.
top 47 nha mấy hàng. Chị Kim Thúy Vũ 99.000 đồng. Rồi cao top 47 nha mấy hàng. Trời ơi. Bà chế nào đơn một vô chốt đơn cho đủ đơn nè. Này em chuẩn bị nghỉ cái live trưa này rồi. Nói em like nha. Tối mình gặp nhau nha. Đơn hàng này là chị em mình cố gắng nghe máy để em hằng đi hàng nha. Kim Anh 46. Nè bà chế lên 48 luôn đi. 99.000 đồng nè. 48 liền giùm em. Mấy hàng massage này em sale cho hết luôn. Rồi 47 cho trái mai hồng. Đây em 48 giùm em hằng. Mỹ Châu 47. 48. Đây. 48 này giùm em hả? 99.000 đồng. Ủa rồi ai rước bé Nhi? Còn mập gì? Đi đâu rồi hả? Vậy để tôi rước bé Nhi cho. Ủa vậy Út rước bé Nhi đi, tôi đi rước hai nhỏ cho. Ờ, 48 giùm em hả? 99.000 đồng. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi. 48 lẹ giùm em hàng ơi, 99.000 đồng. Vậy nào chưa đủ hai bộ tranh đủ thôi đi, em đi rước con em kệ đi, hôm nay em làm mẹ bỉm sữa. Mẹ bỉm sữa một bữa mấy chế ơi, đầu tháng mẹ bỉm sữa một bữa. Bữa giờ là toàn là nhờ người khác giữ không. Nhờ người khác đưa rước không à mấy chị. 48 giùm em hàng. 99.000 đồng hôm nay cho em hàng làm bỉm sữa nha. Bỉm sữa, bỉm sữa. Bà 48 quá trời, còn bà nội, bà bấm đi bà ơi. Ủa bà Tài đi đâu rồi? 48 giùm em hàng, 99.000 ổng đi coi dọn kho hay gì á. 49 nữa nè. 99.000 đồng cầm hai đồ đi, đi rước bé Kim, bé Nha Sa. 40 đến 62. Rồi 49 giùm em hàng. Rồi có 49 nha, 99.000 bé Kim bé Sa cũng 50 mới được hả? 49 giùm em hả? Có 49 nha. 99 trời ơi dễ thương gì đâu luôn á trời. 49 này ít nha. 99.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về. Rồi, có 49 nè em hả? 99.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về. Cao gấp 49 giùm em hàng. 99.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về giùm em hàng. 48 chị Đỗ Phương. Rồi cao gấp 49 giùm em hàng. 48 chị Tuyết Ba. 49 giùm em ha, 99.000 đồng. Rồi 49 giùm em hàng. 99.000 đồng giùm em nha, 40 đổ lên 62 đổ về. Cơ gấp 50 không có nhiều nha. Hết rồi hả? Hết cái cổ đó luôn hả? Rồi 49 giùm em hàng. Chị ơi không có 65 nha, mấy mã này không có 65 nha. 40 đến 62 giùm em hàng. 49 cho chế Kim Anh có. Cao cấp 50, 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. 49 chị Kim Anh. Mai Hồng. Mình có cặp biến kiếm tiền. Có thì mình sẽ dạ. Cao cấp 50 giùm em hà. 125.000 đồng. Cái này còn không? Cái bèo á, lấy cho tôi một mã để đi cho đủ. Cao cấp 50. 125.000 đồng. 40 đến 62. Cao cấp 50 nha. 125.000 đồng. 40 đến 62. Tai loe quần xẻ nơ rất là đẹp luôn, còn một mã duy nhất luôn. Cái này là bị sót chứ thiệt sự là không có còn. Cao cấp 50. 125.000 đồng nha. Cái mã này nó bị sót gió, nó còn một cục 10 bộ này, nó nằm ở dưới kẹt vậy nè. Những đồ khác chồng chồng lên không thấy mấy vậy, có 50. Tao lấy chưa?
Top 50 giùm em ha. 125.000 đồng, 40 đổ lên, 62 đổ về. Top 50 nha, 125.000. Dạ. Giờ này cho em Hằng đi làm gì ta? Làm mẹ bỉm sữa mấy chế. Mẹ bỉm sữa. Đi rước con đi học về. Rồi giới nha. Rồi cao gấp 51, chốt đơn luôn 99.000 nè. Rồi 50 cho chế Mai Hồng. Rồi cao gấp 51. Rồi một mã này nữa là nghỉ nha mọi người ơi, 99.000 đồng. 50 cho chị Cúc Hoàng. Rồi một mã sọc siêu sang luôn. Rồi cao cấp 51, 99.000 đồng. Cao cấp 51 liền nhầm em này, 99.000 đồng nha. Rồi cao cấp 51 liền nhầm em mấy chế, 99.000 đồng. Ôi con nè. Rồi cao cấp 51, 99.000 đồng, 40 đổ lên, 62 đổ về. Rồi cao cấp 51 giùm em Hằng, 99.000 đồng, 40 đổ lên, 62 đổ về, 51 giùm em Hằng. Rồi em cảm ơn Toàn Hải Khách Yêu rất là nhiều nha. Rồi 51 cho trái Kim Anh. Em chúc Toàn Hải Khách Yêu của em Hằng một ngày đầu tháng mới nha, tiền vô như nước nha mấy chị ơi, công việc thăng tiến ha, sức khỏe dồi dào ha mấy chị, công việc thuận lợi, nói chung cái gì cũng phát triển hết nha mấy chị yêu dấu nha. Rồi một tháng mới đại thắng nha mấy chị ơi, cảm ơn Toàn Hải Khách Yêu rất là nhiều nha. Rồi chào tạm biệt mấy chế ha.